Trả lương. Tôi xin lỗi mọi người. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Nợ tôi 3 tháng lương thì tính làm sao hả? Tôi vẫn đang chờ trả tiền thuê nhà đó. Đúng vậy, trả lương. Công ty phá sản không có tiền. Tôi xin lỗi mọi người. Alo, một điểm từ. Tên chết tiệt. Nếu hôm nay ngươi không đến, ta bẻ gãy chân ngươi. Có chuyện gì mà phải bẻ gãy chân vậy? Hôm nay là ngày cưới của ngươi đó. Toàn rồi, chuyện này cũng quên được sao? Xin hỏi một điểm từ tiểu thư, cô có bằng lòng cưới Mạnh Kiệt tiên sinh làm chồng không? Tôi không đồng ý. Một điểm từ, người điên rồi hả? Người dám hiểu không? Xem ta có xé nát mày ngươi không? Một điểm từ, có thể gả cho Mạnh Kiệt là phúc khí của người đó. Đừng mù quáng ở đây. Các chị đang ngồi, ai mà không biết Mạnh Kiệt suốt ngày uống rượu say, hành vi sai trái. Người sắp 40 rồi vẫn muốn gây sự. Tôi là một cô gái trẻ, ai muốn cưới ai? Dù sao thì tôi cũng sẽ không cưới. Đùa thôi. Một điện từ, cô đã nhật quà đến hôn 100.000 của tôi rồi. Nếu hôm nay không muốn cưới cũng phải cưới. Hóa ra tôi bị bán với giá 100.000 nhân dân tệ. Người nhận tiền không phải là tôi mà là bà ấy. Ông lấy bà ấy đi. Ngươi, hôm nay ngươi không thể đi đâu được. Phải gả cho nhà họ Mạnh. Họ gì vậy? Tôi. Tại hạ họ Mạnh. Rất tốt, lấy tôi đi. Lên đi. Không cần quà đính hôn đâu, không cần ngủ kim, vợ miễn phí, có cần không? Đi đóng dấu, đi. Chúng ta đi đến cục nội vụ lấy giấy đăng ký kết hôn. Một niệm từ, ngươi chính là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ta như vậy sao? Ngươi đừng quên, 10 năm trước cha mẹ ngươi đã chết, là ta nhận ngươi về nhà nuôi nấng ngươi trưởng thành bằng tay phân tay nước tiểu. Đúng là tay phân tay nước tiểu. Nhưng không phải là bà nuôi tôi không lớn, mà là tôi hầu hạ các người. Hầu hạ chúng tôi sao chứ? Ngươi tưởng mình là thiên kim tiểu thư gì sao? Một niệm từ, sau khi cha mẹ ngươi qua đời, gia đình này đã tan nát rồi. Ngươi có tư cách gì tự cao tự đại ở đây chứ? Mợ à, báo đáp sau cùng của tôi đối với bà chính là cưới người họ Mạnh. Để bà có đủ lý do, không cần trả lại số tiền đặt cọc 100.000. Bà phải trân trọng nó, để tôi để lại cho bà cơ hội cuối cùng. Một niệm từ, hôm nay ngươi phải cưới Mạnh Kiệt ta. Bước ở đây làm những điều này đi. Hãy nhanh chóng kết thúc đám cưới. Tôi còn phải dội đi đón chú của mình nữa. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tới đón chú của ta trễ, ta sẽ giết chết ngươi. Còn tuần đám cưới này đối với ông mà nói rất quan trọng, nhưng không ngờ rằng còn không quan trọng bằng chú. Người là cái thá gì chứ? So sánh gì được với chú của ta? Ta nói cho ngươi biết, chú ta là thủ phủ toàn cầu, người đứng đầu tập đoàn của Mạnh Thị. Thật sự không thể trì hoãn, giờ chúng ta mau đi thôi. Sau này đó tôi phụ trách vòng ngoài, anh vòng trong. Công việc hàng ngày của anh chính là ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Hiểu chứ hả? Hiểu rồi. Chính là ăn bán. Hai người các người thực sự chạy đến cục nội vụ lấy giấy chứng nhận rồi hả? Hóa ra ông thực sự theo dõi tôi. Đến tận cục nội vụ à? Người đánh giá cao bản thân quá. Ai có thời gian để theo đuổi người chứ? Là thuộc hạ của ta phát hiện ra xe của chú ta ở gần đây nên mới tới thôi. Nhưng mà nếu đã tới đây rồi, các người đừng nghĩ đi dễ dàng như thế này. Lên cho ta. Không đánh nặng được không? Ta còn phải đi gặp chú ta nữa. Được, không đánh nặng. Đã nói không đánh mặt mà. Đưa người của ngươi biến đi.
Người đợi đó cho ta. Anh không sao chứ? Không sao. Trông cứng rắn như vậy, không ngờ lại nhát gan như thế. Đi. Nè, đeo đi. Đây là gì vậy? Xe điện. Anh chưa gặp qua hả? À, hả? Thời đại này còn có người chưa thấy xe điện sao? Cái anh trải qua đều là những ngày tháng khổ sở như vậy hả? Nào chồng ơi, mời lên xe. Toan rồi, quên hôm nay còn có phỏng vấn ở tập đoàn Mạnh Thị nữa. Xin chào Mạnh Tổng. Sao không nghe thấy tiếng gì vậy? Là tôi chưa bật tiếng, xin lỗi. Phiền anh nói lại lần nữa đi. Lúc nãy anh nói cái gì? Cái đó, tiểu thư một điện từ đó đúng không? Phỏng vấn của tập đoàn Mạnh Thị chúng tôi, làm việc trợ lý của chủ tịch. Không sai, đúng vậy. Cuộc phỏng vấn này thông qua rồi. Thật sao? Tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy khi nào tôi có thể đi làm hả? À, cái đó ngày mai. Ngày mai. Được, không vấn đề. Vậy mai gặp. Wow, tốt quá rồi. Tôi không ngờ rằng mình sẽ được nhận đâu đó. Anh biết vị trí này có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh không? Đây chính là trợ lý của người giàu nhất thế giới đó. Tôi vừa gặp may mắn. Cô không chỉ là may mắn, là vợ thịnh vượng của tôi. Hả? Ây da. Cái đó, chiếc xe có chút hơi cũ. Đâu phải chỉ là một chút. Tôi đạp xe 3 km, chỉ trong 2 phút, toàn bộ là tôi khiêng về. Chị cả, chị đang làm gì vậy? Ai là chị cả của người? Không có tiền đóng tiền thuê phòng, còn không mau biến đi. Vậy bà cũng không thể đem đồ của tôi tùy ý chứ ra ngoài được. Phòng thuê ngày mai mới đến kỳ. Ngày mai? Cả lương cơ bản ngươi đều không có. Ngươi lấy gì trả tiền thuê phòng chứ? Ngày mai, hôm nay và mai có khác gì đâu. Nếu ta là ngươi, không còn mặt mũi sống nữa rồi. Không có tiền trả tiền phòng, mà lại còn có tiền nuôi nhân tình. Anh ấy không phải nhân tình, anh ấy là chồng tôi. Chồng? Loại người vừa xấu vừa nghèo như người quê mùa nữa, ngươi còn có thể tìm được chồng sao? Ta nói cho ngươi biết, ta và dì ngươi đã quen biết từ lâu rồi. Ngươi mấy cân mấy lạng, ta có thể không rõ sao? Ngươi đừng xạo xưng là trang hảo hán nữa. Không hổ danh là người quen cũ, đều là mắt chó coi thường người khác. Ngươi dám mắng ta? Dạ, mà bất kính tôi mắng bà đó. Ngươi dám mắng ta, xem ta có xé nát miệng ngươi không hả? Ngậm cái miệng hôi hám của bà lại. Tôi là chồng hợp pháp của Niệm Từ. Người dám đánh ta? Trên ta là thủ phủ toàn cầu tập đoàn Mạnh Tổng đó. Tập đoàn Mạnh Tổng? Còn có thể có loại tiểu nhân như bà sao? Dĩ nhiên. Ta đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Mạnh Thị. Tương lai đất nhà chúng ta sẽ nhanh phát triển thành khu kinh doanh tiện nghi. Đến lúc đó giá đất tăng mấy lần. Loại như các người hoàn toàn không có đủ khả năng để thuê đâu. Mau biến đi. Chẳng trách lại lo lắng tới thế, đuổi tôi ra ngoài. Thì ra là để bà bán đi. Biết rồi thì tốt. Người này cần phải biết điều. Biến không được. Hợp tác bà và tập đoàn Mạnh Thị chấm dứt rồi. Ngươi nói chấm dứt là chấm dứt sao? Tập đoàn Mạnh Thị nghe lời ngươi sao? Ngươi trưởng ngươi là ai chứ? Cái gì? Hợp tác chấm dứt rồi. Chồng, anh thật sự giỏi quá. Siêu lợi hại luôn. Cảm ơn vợ quá khen. Tiền phòng ngày mai tôi đưa bà, hợp tác thất bại rồi. Chắc chắn sẽ không đủ chúng tôi đi nữa chứ.
đồ chết tiệt này. Mày vừa lộn xộn như thế này. Chồng, anh còn nhớ hôn ước của chúng ta là gì không? Là gì vậy? Nắm chặt bàn tay đi cùng nhau tới già hả? Không, không, không. Em phụ trách việc ngoài, anh việc trong. Này, làm tốt nhé. Anh ở gần em quá. Nếu em bận tâm, vậy lần sau anh sẽ chú ý hơn. Không phải, em bận tâm. Không bận tâm thì tốt. Hay là chúng ta uống rượu đi. Chúc mừng tân hôn vui vẻ. Cạn ly. Vui vẻ. Phải thế này. Mới phải. Rượu này phải uống thế này mới phải. Alo. Ừ. Mạnh tổng, phu nhân tới công ty làm rồi. Anh xem nên sắp xếp thế nào. Hôm nay cô ấy đi làm rồi hả? Vậy tôi phải đưa cơm cho cô ấy rồi. Đây không phải một điện từ sao? Dương Tiểu Tiểu, bạn học tiểu học của tôi, mười mấy năm không gặp rồi, cô trông vẫn như thế này à? Cô vẫn là điệu bộ hay ra vẻ như vậy à? Một điện từ, đây không phải là nơi dành cho người dọn dẹp như cô. Còn không mau ra ngoài đi. Xin lỗi, để cô thất vọng rồi. Tôi không phải nhân viên dọn dẹp, tôi là trợ lý chủ tịch. Nực cười. Nếu cô là trợ lý chủ tịch, vậy tôi là gì chứ? Hay là cô tới để dọn dẹp? Hỗn xược. Đây là phòng làm việc của công ty. Cái thứ như cô sẽ chỉ gây ô nhiễm không khí ở đây mà thôi. Người gây ô nhiễm không khí là cô đó. Mùi nước hoa kém chất lượng khiến người ta nghẹt thở quá. Đúng là đồ quê mùa. Đây là Chanel số 5, là sản phẩm cao cấp. Cái thứ như cô, tôi đoán là cả đời này cũng không dùng được. Vâng, cô dùng được. Chính là cô không biết tiền trên người được lấy từ ông già nào thế. Cô nói lên tên gì hả? Người đúng là con gái nhà quê không ai cần. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn? Cô mà có thể gả cho cái thứ đồ gì chứ? Ngay cả nhẫn cưới cũng không có. Mạnh tổng. Mạnh tổng. Thì ra Mạnh tổng không có ở đây. Tôi đi tìm Mạnh tổng. Mạnh tổng, tôi muốn làm trợ lý của anh. Làm trợ lý của tôi? Cô không có tư cách. Tôi sợ cả công ty bị cô khiến cho chứng khí mù mịt mất. Anh. Dạ, anh đến đưa cơm cho em nè. Không đúng, sao còn đeo tạp dề chứ? Tôi tưởng anh là Mạnh tổng. Thì ra cũng chỉ là cái đồ ăn bán bỏ đi mà thôi. Dương Tiểu Tiểu, cô lau miệng cho sạch hơn đi. Đây chính là kẻ cả nhẫn mà cũng không mua được. Người chồng rác rưởi đó sao còn đeo tạp dề nữa. Thật là nực cười. Vậy cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà đứng đây? Tôi hả? Chính là thiên kim tiểu thư tập đoàn Dương Thị. Thân phận cao quý hơn các người rất nhiều. Tập đoàn Mạnh Thị và tập đoàn Dương Thị của chúng tôi đang cần đàm phán hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng. Là bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch. Tôi qua trước để gặp mặt anh ấy. Tập đoàn Dương Thị, chưa từng nghe qua. Chuyện xã hội thượng lưu của chúng tôi, loại người thấp hèn như các người sao có thể nghe được chứ? Vợ, ăn cơm đi.
Ăn cơm xong thì tập đoàn Dương Thị cũng sắp đóng cửa rồi. Ta không nghe nhầm chứ? Tập đoàn Dương Thị sắp đóng cửa? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Alo. Sao cơ? Tập đoàn đóng cửa hả? Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Được rồi, giờ đừng quan tâm cô ta nữa. Giờ anh hầm món này cho em. Thịt lợn kho nửa ngày, em nếm thử hợp khẩu vị của em không? Chồng, em phát hiện ra bí mật của anh rồi. Thật sự anh cũng không phải là muốn cố ý giấu em đâu. Anh vốn dự định anh chính là một cái miệng quả đen. Nói ai là xui xẻo người đó. Ý này là... Phải rồi, tối nay là tiệc sinh nhật chủ tịch. Chắc em sẽ tới tham dự chứ. Chắc là đi. Nhưng chủ tịch đến hiện tại cũng chưa lộ diện, cũng không sắp xếp công việc cho em. Tối nay em phải đến tham dự. Ý anh là làm gì có trợ lý nào mà không đến tham dự sinh nhật của sếp mình chứ? Trong buổi tiệc, anh sẽ bù đắp những cưới của chúng ta. Mục Niệm Từ, chó hoang từ đâu ra vậy? Cũng muốn vào sảnh tiệc sao? Mục Niệm Từ, tiệc tối nay cần có thiệp mời. Cô không có hả? Tôi không có thiệp mời, nhưng tôi là trợ lý chủ tịch, quét mặt là được. Thật không biết xấu hổ, còn dám nói bản thân là trợ lý chủ tịch. Người nói sao thì là vậy hả? Mối quan hệ giữa trợ lý chủ tịch và chủ tịch rất thân mật chứ. Có giỏi thì kêu anh ta lại chứng minh thân phận cô đi. Chủ tịch, chủ tịch rất bận, không rảnh. Mau biến ra ngoài đi. Một Niệm Từ, đừng để bữa tiệc làm mất mặt chúng ta nữa, liên lụy chúng ta. Hôm nay chủ tịch không đến, cô đừng nghĩ tới việc lẻn vào. Chủ tịch đến. Chủ tịch đã đến rồi, chúng ta vào trong đi. Còn cô ta, các người làm gì hả? Đừng làm bậy. Thả ta ra. Thả ta ra. Ngươi làm gì vậy? Cô quá đáng lắm rồi đó. Thế này ta xem cô còn mặt mũi nào mà bước vào hay không. Mẹ, chúng ta đi. Các người, Một Niệm Từ, sao ngươi có tư cách vào hả? Kẻ thứ không biết xấu hổ. Mọi người mau đến xem, chó hoang vào phòng tiệc. Một Niệm Từ, hôm nay ngươi đến rồi thì đừng nghĩ sống sót đi ra. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết mối hận thù cũ đi. Nhìn thấy chưa hả, Mục Niệm Từ? Dù ta mất đơn hàng hàng chục tỷ đồng, nhưng thanh danh vẫn là xã hội thượng lưu như trước. Còn cô thì sao? Dù cố gắng hết sức để kiếm sống, nhưng vẫn là một người hạ đẳng khiêm nhường. Tuy tôi không phải là người có thanh danh gì cả, nhưng tôi cũng không phải là người thấp kém. Vậy cô là gì? Tôi là chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị. Chắc không phải cô muốn nói cô là phu nhân chủ tịch của tập đoàn Mạnh Thị đó chứ? Tôi không nói như vậy. Nực cười. Nếu ngươi là phu nhân chú Mạnh ta, đây thì ta phải kêu ngươi một tiếng thím rồi. Ngươi là tiện nhân, ngươi cũng xứng sao? Chủ tịch đến. Xin lỗi, ta đến trễ rồi. Sao anh lại đến đây? Mau thay đồ trước đi.
không phải là người chồng chết tiệt, không ra hồn chồng của một niệm từ sao? Ăn mặc như con chó hoang, còn mang theo nhiều diễn viên như thế này nữa, suýt không nhận ra đó. Đây là tiệc sinh nhật của chủ tịch của tập đoàn Mạnh Thị. Tên tiểu tử ngươi đến đây làm gì chứ? Có đáng xấu hổ không hả? Tiểu tử, hôm nay ngươi không có may mắn như vậy đâu, bởi vì đây là địa bàn Mạnh gia chúng ta. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Mau đuổi cặp đôi này ra ngoài đi. Hay là chúng ta đi thôi, lỡ như Mạnh tổng tới, bát cơm của em cũng không giữ được. Không cần đi đâu, chủ tịch đã đến rồi. Đến rồi? Ở đâu? Em sao không nhìn thấy? Nói năng linh tinh, chủ tịch căn bản không đến. Chủ tịch đã đến rồi, hơn nữa đang ở trước mặt các người, ở trước mặt chúng ta. Cái thứ không biết xấu hổ, chắc không phải nói bản thân ngươi là Mạnh tổng tập đoàn Mạnh Thị, thủ phủ toàn cầu á hả? Nếu ngươi là Mạnh tổng, vậy một niệm từ không phải là phu nhân của tập đoàn Mạnh Thị là phu nhân của chủ tịch dạng người mê đó hả? Tên chết tiệt nhà ngươi, dám mạo danh chú ta hả? Xem ta có giết chết ngươi không hả? Ngươi, sao ngươi dám nhìn chằm chằm vào ta hả? Xem ra nắm đấm của ta lần trước vẫn chưa đủ mạnh, để ngươi nhanh như vậy đã quên đi chỗ đau rồi. Ngươi, ta nói cho ngươi biết, hôm nay không cần ta ra tay, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng xuống, ngươi không ra khỏi cánh cửa phòng này đâu. Vậy sao? Vậy ta muốn xem là bọn họ nghe lời ngươi hay là nghe lời ta. Ngươi, ý ngươi là gì chứ? Còn ngươi ý gì? Ngươi đừng nghĩ người họ Mạnh là có thể mạo danh chú ta. Ta nói cho ngươi biết, đó là chú ta đó. Còn ngươi, một tên tiểu tử dám mạo danh ông ấy, ngươi, ngươi không xứng. Cũng không soi lại bản thân mình còn nghèo nữa, mà lại dám mạo danh thủ phủ thế giới. Đồ trên người ngươi tốn không ít tiền đâu ha. Mạo danh thủ phủ một người ông lớn như vậy, không biết vô liêm sỉ, không có chút biết thân biết phận, cũng thật xứng đôi với một tự niệm đó. Cũng không đi nghe ngóng cái lũ lừa đảo dám mạo danh chú của ta thì sẽ có kết cục gì. Cỏ trên mộ đã cao 3 mét, cái này gọi là gì? Tự đào hố trong mình thôi. Đủ rồi, đây là tiệc sinh nhật của Mạnh tổng, không phải cuộc biểu tình chỉ trích của tôi. Mạnh tổng vẫn chưa đến, mọi người chịu khó ở đây đợi đi. Bớt ở đây giả giờ đi, gây thêm rắc rối thôi. Vợ, không phải anh nói rồi sao? Chủ tịch đã đến rồi, đang ở trước mắt em. Đừng nói linh tinh nữa, mau đi. Muốn đi, ta đồng ý để các người đi chứ hả? Hai tên rắc rưởi các người đã đến tiệc sinh nhật của chủ tịch trở thành một món hỗn độn như thế này, liền đi như vậy sao? Cái gì của chủ tịch để đâu hả? Một niệm từ, tôi không phải không cho cô cơ hội, là cô tự tìm đến cái chết. Mọi người nói xem, nên xử lý hai tên rác rưởi này thế nào? Hai người thay phiên nhau bò qua háng của ta. Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua, ta sẽ để các người đi. Chui qua, chui qua đi, chui qua đi, chui qua đi, chui qua đi, chui qua đi. Không cần để ý bọn họ, chúng ta đi. Vợ, quà anh chuẩn bị cho em vẫn chưa đến nữa, bây giờ không thể đi. Còn không đi, phải ở lại đây để họ làm nhục sao? Đừng lo vợ, sân khấu đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ có thể diễn một vở kịch mà không hát đã đi rồi. Ý anh là gì? Em đã gặp qua Mạnh tổng chưa? Chưa. Vậy em nghĩ bọn họ gặp qua chưa? Chắc là cũng chưa. Vậy thì có gì đâu. Sao chứ? Ý anh là phải mạo danh Mạnh tổng? Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Tuy Mạnh tổng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, hầu như không ai nhìn thấy anh ta, nhưng lỡ như anh ta đến thật sự thì chúng ta bị lộ rồi. Tin anh đi. Không được, tuyệt đối không được. Anh đảm bảo chủ tịch sẽ không đến. Nói cái gì đều không được. Em quên em nói với anh gì sao? Em nói anh là ả miệng quả. Bây giờ anh xin long trọng hứa, chủ tịch tối nay chắc chắn không đến. Mạnh Kiệt, ngươi dám để ta bò qua hãng của ngươi sao? Xem ra ngươi căn bản không muốn chen nhập vào tập đoàn Mạnh Thị rồi. Tiểu tử thối,
Đừng giả vờ trước mặt ta nữa. Ngươi là thứ gì chứ? Chỉ là thứ không ra gì. Ngươi dám nói cho ta thế này sao? Có phải ngươi không muốn dự án Thiên Kỳ hả? Sao ngươi biết Thiên Kỳ? Ngươi, lẽ nào ngươi thật là... Mọi người đừng để bị hắn ta lừa. Dự án Thiên Kỳ cũng có thể tìm kiếm trên mạng được. Tên chết tiệt nhà ngươi, thật ra còn có chút não hả? Trước khi biết việc đã lên mạng điều tra rồi. Suýt nữa bị ngươi lừa rồi. Lòng dạ quá sâu. Hôm nay nếu không phải đại tiểu thư Dương gia, chúng ta còn bị ngươi lừa đó. Một kẻ ăn bám đã lừa tất cả chúng ta. Nếu đồn ra ngoài, không phải là nực cười sao? Giả mạo danh Mạnh Tổng không dễ vậy đâu. Nghe nói Mạnh Tổng thích uống rượu, anh ấy cũng rất am hiểu về tất cả các loại rượu gian. Một kẻ ăn bám như ngươi dám khẳng định thân phận không hả? Phan rồi, nghèo như vậy cả xe điện còn chưa thấy qua, làm sao có thể hiểu được rượu gian đỏ chứ? Hay là nói thẳng ra đi, tên có rượu gian đỏ đó, hay là chúng ta đi thôi. Vợ, đừng bỏ chạy dễ dàng như vậy. Ở lại, lẽ nào ở đây để chờ chết sao? Đừng lo, tất cả có anh rồi. Bắt đầu đi. Nếu ngươi là Mạnh Tổng thật, thì lấy thực lực của mình ra chứng minh đi. Đây là La Fred từ năm 1982. Đây là bầu không khí nhỏ bé của một trang viên Guinness ở châu Âu. Cái này, đó là rượu cung điện, được cung điện Dubai đặc biệt sử dụng. Cái này là... Sao hả? Không nói được chứ gì? Rượu này có chút quen. Chủ tịch mỗi ngày trong công nghìn việc, nhất thời không thể nhớ ra, cho anh ấy thêm một chút thời gian. Thật là biết diễn. Nghĩ mình là trợ lý của chủ tịch hả? Cô cũng xứng sao? Bất kể tôi xứng hay không, tôi đều là trợ lý của chủ tịch. Đừng nói cha chua khi cô không thể ăn được. Thấp hèn, một niệm từ. Người nói ai thấp hèn hả? Người nói lại thử xem. Cô, tôi nói chính là cô đó. Suốt ngày kiếm chuyện, đâm thọc gây bất hòa. Ai lấy cô, người đó xui xẻo suốt đời đó. Được rồi, Tiểu Hà, đừng chấp nhận cô ta. Cô ta muốn làm gì con còn không rõ sao? Là muốn chuyển hướng xung đột, để cho cái đồ giả mạo đó có thêm thời gian đó. Ta đếm từ 1 đến 3. Nếu ngươi không nói ra được, thì ngươi chui qua háng đàng hoàng đi. 3 2 1 Hết giờ rồi. Từ từ thôi. Lừa không được rồi hả? Chứ cô ta không phải dễ mạo danh như vậy đâu. Mau đi qua háng cô ta đi. Không thể đợi được nữa rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi. Sẵn sàng thừa nhận thất bại. Ngươi còn dám nói nửa lời không hả? Tất cả chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thế nào, lừa xong chưa hả? Anh tùy ý lừa đi. Xét theo tình hình vừa rồi, ở đây bọn họ không có ai hiểu về rượu đâu. Anh cứ nói đại một loại đi, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Rượu hôm đó chúng ta uống tên là gì? Hả? Chính là đêm đầu tiên chúng ta uống đó. Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Nhiều người thế này. Anh nghiêm túc đó. Cái đó em mua miễn ship trên mạng, có 9,9 đồng thôi. Đây là tiệc sinh nhật của Mạnh Tổng, sao có thể xuất hiện rượu đỏ miễn phí ship 9,9 đồng được? Anh đừng làm quá. Tiệc sinh nhật của ta cần đổ đầy rượu vang đỏ này. À, anh nhớ ra rồi. Kêu là Lafite. Lafite? Chắc không phải là loại Lafite có giá 9,9 đồng được miễn ship vận chuyển hả? Đó là rượu vang đỏ dở tệ mà chỉ có một niệm từ ở nhà uống thôi. Sao có thể xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật thủ phủ toàn cầu được? Người đang cố làm người ta cười chết đó. Một kẻ ăn bám lại vọng tưởng đem chúng ta ra đùa giỡn. Mơ đi. 100% cổ phần của tập đoàn Mạnh Thị mà chú ta nắm trong tay. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Thủ phủ thế giới đó. Trong tiệc sinh nhật ông ấy, có biết bao nhiêu nhà sản xuất, nhà hàng muốn đưa rượu gian đỏ của ông ấy mà không được hả?
Chỉ cầu xin chú ta có thể uống đủ một ngụm nhỏ như thế này thôi. Ngươi nghĩ chú ta có thể uống thứ rác rưởi này sao hả? Tiếp tục lừa đi. Lừa không được thì mau chui qua hán đi. Là ngươi tới trước hay là người vợ trợ lý này tới trước hả? Đừng đổ mực thêm nữa. Lát nữa chủ tịch đến thì không đẹp mặt đâu. Chui qua hán đi. 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 Mạnh tổng, đừng chạy. Hai người vẫn muốn chạy trốn hả? Một điểm từ, đùa không vui rồi. Nếu hôm nay ngươi ra khỏi nơi đây, ngày mai cũng có thể đuổi ngươi ra khỏi nhà. Tiếp tục qua đây cho ta. Chui qua hán đi. Được, vậy mai gặp. Một điểm từ, ngươi nghĩ mọi người đều là khỉ sao hả? Vậy hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học. Ai cho ngươi to gan vậy hả? Dám đánh vợ ta? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi dám đánh ta? Mở to con mắt các người ra nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Mở to con mắt các người ra mà nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Wow, đây là loại em thích uống Lafite với giá 9 đồng và miễn phí vận chuyển. Xem ra cậu chị thủ phủ toàn cầu giống em đó. Xem ra em và thủ phủ toàn cầu rất có chuyên phận. Chúng ta có thể uống cùng nhau, sau đó hợp tác vui vẻ chắc chắn là rất thuận lợi. Thủ phủ toàn cầu sao lại uống rượu vang rẻ tiền đó chứ? Mẹ chưa nghe nói sao? Càng là người có tiền, thực ra càng keo kiệt. Nó không chừng hắn chính là vì tham tiện nghi nên cố tình mua rất nhiều và đặt chúng ở đây. Thì ra cậu chị chủ tịch là thế này sao? Mạnh tổng này đúng là sang hèn cùng hưởng. Chút nữa ta tặng cậu ta hai cái. Chú ta dùng của bà tặng sao? Thứ rắc rưởi này mất thần cũng nhạy bén đó. Đó ra có thể phát hiện ra rượu vang đỏ này giấu dưới gầm bàn. Chỗ nào có mất thần tốt chứ? Đây rõ ràng là một âm mưu nội bộ. Có một người vợ làm dọn dẹp, tất nhiên là biết rõ mọi ngóc ngách trong sảnh tiệc này rồi. Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải dọn dẹp, tôi là trợ lý chủ tịch. Không sao chứ, không có gì thì chúng tôi còn có việc đi giúp chủ tịch rồi. Đi trước một bước đây. Một điện tử, đứng lại cho ta. Hôm nay các người không thể đi đâu được. Dương Tiểu Tiểu, ngươi dám ngăn chặn Mạnh tổng? Ngươi muốn Dương thị dạng kiếp khắc phục sao? Ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Dù sao hắn cũng phải là chủ tịch. Này không phải Mạnh tổng lừng lẫy đó sao? Mạnh tổng, Mạnh tổng, thế nào hả? Cảm giác thế nào khi được gọi là Mạnh tổng hả? Thoải mái không? Tên chết tiệt này, mau thả ta ra. Nếu không thả ra, ta sẽ báo cảnh sát đó. Đây là tiệc sinh nhật của ta, không phải là nơi để ngươi hành động hoang đường. Ngươi là ai chứ? Ta là ai hả? Nói ra sợ vợ các ngươi chết khiếp đó. Ta là bạn tốt của Mạnh tổng các ngươi, Tiền Vạn Lý. Sao ta không nhớ có người anh em tên Tiền Vạn Lý nhỉ? Tiểu tử ngươi, còn biết giả vờ hả? Làm bạn với ta xứng đáng sao hả? Người anh em tốt của ta đó là Mạnh tổng các người thừa kế tập đoàn Mạnh thị. Còn loại như ngươi, cái tiểu tử không có thị lực. Tiền tổng, anh cũng đến à? Đúng rồi, ta đã hẹn với Mạnh tổng rồi. Muốn đàm phán dự án giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trăm tỷ? Trăm tỷ này đối với Mạnh tổng mà nói chỉ là tiền tiêu vặt một tháng mà thôi. Ta thấy chỗ này các người thật náo nhiệt nên ta qua xem. Thật không ngờ có người không biết đến trời cao đất dày giả danh Mạnh tổng. Thật là to gan, muốn tìm cái chết. Tiền tổng đã làm chứng rồi, bây giờ không nói được gì chứ? Có phải là tiếp tục biểu diễn không hả? Ta nói lại lần nữa, ta không quen biết người này. Còn gì hợp đồng trăm tỷ mà người này nói ta cũng chưa thấy qua. Ngươi lấy gì chứng minh ngươi và Mạnh tổng là anh em tốt chứ? Nhìn, ở đây có một bức ảnh của ta và Mạnh tổng. Ta xem. Nếu không đi bây giờ thì đợi đến khi nào nữa hả? Vợ, tin tưởng anh đi. Tiền tổng à? Này, Mạnh tổng là ai vậy? Đúng đó, nhiều người như thế này rốt cuộc là ai chứ? Không phải chàng sái ca đẹp trai bên cạnh không? Chắc là Mạnh tổng phải không? Hỗn sự. Tên tiểu tử tuổi đời còn nhỏ này sao có thể là Mạnh tổng được? Và dế chú cơ mà. Vậy sao? Ông ấy còn lớn tuổi hơn ta chứ. Tiền tổng, rốt cuộc ai là Mạnh tổng vậy? Đúng đó, đây không phải là Mạnh tổng sao? Này, nhìn chỗ nào mà ra vậy? Người này, các người đều không nhận ra sao?
Xem này, đây là Mạnh Tổng, có trợ lý riêng đứng bên cạnh. Theo tôi điều tra, chắc là họ Trương. Làm việc với Mạnh Tổng mười mấy năm, toàn thiên hạ cũng chỉ có Mạnh Tổng có thể khiến anh ta theo sau phục vụ lâu như vậy. Người nói xem người này không phải là Mạnh Tổng thì có thể là ai nữa. Nhìn hai bóng người vô hình từ phía sau thì nói ông quen biết Mạnh Tổng sao? Ai tin chứ? Các người tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Đúng không, Mạnh Tổng? Không có sự cho phép của ta, ai chụp lén ta chứ? Cần lấy đây làm bằng chứng cho tình anh em tốt nữa. Được sử dụng vào mục đích kinh doanh bất hợp pháp. Tiền vận lý, ông không cần phải đợi cho hợp đồng 100 tỷ. Hãy chờ thư của luật sư tôi đi. Nói thì nghe có vẻ giống đó. Còn thư luật sư nữa. Ngươi tính hù dọa ta hả? Ta có hù dọa ngươi hay không? Sẽ nhanh biết thôi. Em đang nói gì vậy? Em đang ước nguyện hy vọng nghiệm quả lần này của anh có thể linh nghiệm. Anh đảm bảo lần này nhất định linh nghiệm. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Mỗi một người ở đây có phải đều quên chuyện này không? Tiền tổng, có chị có nói thẳng, mọi người có phải đều quên rồi? Mạnh Tổng chúng ta 17 tuổi giành giải vô địch bắn súng toàn cầu. Bắn súng này không phải là thứ có thể học một sớm một chiều được. Một điện từ, người trong các tuổi này của cô sắp lộ tẩy rồi đó. Giả mạo ai không được, lại đi giả mạo Mạnh Tổng. Mạnh Tổng là chó là mèo có thể để ngươi giả mạo sao? Cũng không nhìn xem mình nặng bao nhiêu. Bên cạnh là phòng bắn cung, là gấu là ngựa. Chúng ta sẽ đưa nó ra ngoài dạo. Tan rồi, lần này tan thật rồi. Vợ, đừng lo. Em có thể không lo sao? Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ bắn cung cả. Mà này lại còn là anh nữa. Không được rồi, công việc của em không cần nữa. Chúng ta mau tìm cơ hội chuồn thôi. Đứng lại, mặt điện từ. Ngươi đang nghĩ cái gì ta còn không biết sao? Đừng cố trốn thoát. Con đã. Một điện từ, ngươi lại muốn thủ thuật gì hả? Anh ấy, tay anh ấy bị thương rồi. Bị thương? Chắc chúng ta không phải là đánh ta từ hôm trước chứ? Đúng, không sai. Chính là cái tát ngày hôm đó đánh ông đó. Cổ tay đều bị gãy rồi. Tên rồi làm gì cũng không dễ dàng. Bắn không được. Lúc nãy đánh phụ nữ, ta thấy còn mạnh mẽ lắm mà. Đừng tìm thêm cớ nữa. Hôm nay, hắn ta không bắn cũng phải bắn. Không sai. Một niệm từ, bây giờ ngươi muốn thừa nhận ngươi và tên chồng rác rưởi này lúc nãy muốn chống lại chúng ta. Không kịp rồi. Điện thoại ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ đưa video các người chui qua hán tung lên mạng. Một video bùng nổ như vậy nhất định ngày mai sẽ lên hot search đó. Không thể tung lên. Các người làm người đừng quá đáng. Chỉ có như thế này mới có thể khiến lũ thấp hèn các người nhìn rõ địa vị thân phận của bản thân. Mạnh gia chúng ta không phải tùy ý người nào đều có thể động vào được. Này gọi là giết một là trăm đó. Một điện từ, ngươi đúng là đáng đời. Lúc đầu dốc hết tâm tư sắp xếp cho ngươi một cuộc hôn nhân tốt để ngươi cưới ông Kiệt, ngươi lại không nghe. Phải cưới người đàn ông không rõ nguồn gốc này. Cục diện ngày hôm nay là ngươi tự rước vào thôi. Còn không bắt đầu, đang đợi gì hả? Để ngươi chui qua hán là cho ngươi cơ hội đó. Đợi lát nữa, trễ rồi chú ta đến thì không phải đơn giản chui qua hán như thế này đâu. Chú ta sẽ đưa ngươi vào đồn cảnh sát để ngươi ngồi dưới đáy nhà tù. Trúng rồi à? Anh bắn trúng rồi. Giỏi quá. Thấy chưa hả? Tiểu tử thối, vận khí tốt đó. Một lần trúng rồi thì có là gì đâu. Phải ba lần. Ba lần đều trúng mới có thể tính được. Các người nói không tính là sao hả? Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Một niệm từ, ngươi bớt lại đi. Bản thân ngươi chột dạ thế nào, bản thân ngươi còn không biết sao? Ngươi muốn là phu nhân chủ tịch còn khoa trương như vậy sao hả? Đúng vậy, lúc nãy cô ta lo lắng như vậy, ngay cả mắt cũng nhắm lại. Vừa rồi em nhắm mắt. Vừa rồi em thực sự là quá lo lắng, không thể kiểm soát nó. Dông dài cái gì chứ, mau tiếp tục đi. Ba lần đều trúng, chúng ta sẽ thừa nhận thân phận của ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Các ngươi trước mặt Mạnh Tổng kiêu ngạo như thế này, làm nhục Mạnh Tổng hết lần này đến lần khác. Phía sau thì thế nào với Mạnh Tổng? Chịu nhận lỗi sao?
Vận khí tốt có thể bắn trúng một lần, không thể nào bắn trúng ba lần. Không thể tiếp tục thụ động như thế này được. Phải để cho bọn họ biết kết cục của việc đắc tội với Mạnh tổng. Chủ động dừng lại. Tên rác rưởi này không thể trúng ba lần liên tiếp. Trúng rồi thì sao? Trúng thì ta chui qua hắn hắn. Vậy lần này em không được phép nhắm mắt. Cách anh bắn rất là đẹp trai đó. Chị bắn cho em xem. Này, không thể nào. Một tên anh bám như người sao có thể bắn trúng chứ? Chắc chắn người đã lừa dối. Lừa dối cái gì? Phòng bắn cung các người dẫn đến. Cung tên cũng là các người đưa. Vậy thì lừa chỗ nào? Kết quả này chỉ có thể chứng minh anh ấy chính là người đứng đầu tập đoàn Mạnh Thị. Mạnh tổng, không thể nào. Không thể nào. Mạnh Kiệt, không phải ông lưu luyến tương tư chú của ông sao? Bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt ông. Sao hả? Không dám nhận hả? Còn cứ mong gọi một tiếng chú đi. Hắn ta không phải chú ta. Nếu hắn ta là thủ phủ toàn cầu, Mạnh tổng của dạng người, ta sẽ cắt đầu mình làm bóng cho hắn ta đá đó. Chỉ là cái đầu ngu ngốc của người, tặng ta làm bóng để đá sao? Ta không cần. Giờ khí tốt mà thôi. Đắc ý cái gì chứ? Hôm nay là tiệc sinh nhật của chủ tịch. Đợi chủ tịch đến rồi, các người sẽ bị lộ thôi. Ta không phải đang ở đây sao? Không phải đợi ai nữa. Người bắn trúng không liên quan gì đến chúng ta. Thét chứ chúng ta làm gì chứ? Ngươi chui qua hắn lại không phải chúng ta. Sao hả? Bắt chó cắn chó sao? Muốn ta chui qua trừ khi ta chết. Mạnh Kiệt, không phải tất cả mọi người đều có sở thích thô tục như ngươi. Ngươi muốn chui, Mạnh tổng cũng không cho ngươi chui đâu. Bây giờ Mạnh tổng phải ra ngoài với ta rồi. Không ai dám cản chứ. Khoan đã, các chị nhìn cho rõ, người trong cuộc phỏng vấn độc quyền này mới là Mạnh tổng. Dương tiểu thư, trước đây cô chưa từng xem qua tạp chí hả? Được lắm, tên nhân viên quét dọn. Ngay cả tạp chí cũng để ngươi động tay động chân vào. Ngươi thật không biết xấu hổ hả? Nếu chúng ta có một nửa sự cẩn thận như cặp vợ chồng người ta, nó sẽ không dẫn đến một tình huống thụ động như bây giờ. Kể cả chúng ta không lấy được chứng cứ, cái tên rác rưởi ăn bám này, hắn cũng không phải là chú ta. Đúng vậy, ngươi và Mạnh tổng căn bản là hai thế giới khác biệt. Chúng ta sẽ không tin chính ngươi là Mạnh tổng. Các người có thừa nhận hay không, đó là chuyện của các người. Bây giờ Mạnh tổng phải rời đi rồi. Các người ai dám cản hả? Này, chuyện này. Này, anh làm gì hả? Chúng ta mau rời đi đi. Hy vọng sinh nhật của chủ tịch chính là Thiêu Vũ cùng trợ lý bé nhỏ. Thiêu Vũ? Nhưng em không biết. Không sao, chỉ cần làm theo nhịp điệu của anh là được. Hay là chúng ta đi đi, chủ tịch sắp đến rồi. Tin anh đi, kể cả khi chủ tịch đến, anh ấy cũng sẽ nghĩ em là người phụ nữ đẹp nhất hôm nay. Cái đồ nhà quê này, vậy cái gì thế? Hôm nay là sinh nhật của Mạnh tổng. Mạnh tổng sao vẫn chưa đến hả? Mạnh tổng không phải đang bận sao? Chưa bận đi nữa, sinh nhật của bản thân cậu ta cũng phải tới chứ. Nếu không thì cậu ta mời chúng ta đến đây làm gì? Đây là vẻ hào hoa của người giàu nhất thế giới. Ngươi hiểu gì chứ? Đúng đúng. Vậy không phải ta nghĩ chúng ta gặp mặt Mạnh tổng thử, chào hỏi cậu ta. Sau này chúng ta dễ làm gì chứ? Nhảy đi. Để bọn họ nhảy đi. Sắp tới 12 giờ rồi. Mạnh tổng sắp đến rồi đó. Sắp 12 giờ rồi, Mạnh tổng sắp đến rồi, chúng ta mau đi đi. Yên tâm. Các chị, hôm nay Mạnh tổng có việc, không công khai lộ diện. Chồng, anh đưa em tới đây làm gì? Chỉ cần đi dạo và ngắm nhìn. Chồng, hôm nay anh thật lợi hại đó. Cả ảnh trên tạp chí đều được anh cân nhắc chỉnh sửa trước. Anh quả thật là thần của lòng em. Ngưỡng mộ anh quá à. Anh hùng cứu mỹ nhân mà. Tất nhiên phải chuẩn bị tốt. Vậy em có phải nên cho anh một phần thưởng không hả? Này,
phòng này không đóng cửa sao? Có lẽ chủ nhà là một kẻ ngốc. Anh biết không, lúc em 1 tuổi đã bắt đầu học đàn rồi. Học đến 10 tuổi, nhưng sau đó không còn động vào đàn nữa. Trước đây lúc có thể học, em không có trân trọng cơ hội này. Sau này muốn học thì trở thành một giấc mơ không thể đạt được. Em muốn học đàn sao? Vậy đơn giản, chúng ta đem nó về là được rồi. Ý anh là sao chứ? Muốn trộm đàn? Là ai? Ai đang ở đó? Đây là nhà của Mạnh Tổng, tập đoàn Mạnh Thị. Dám trộm đồ của Mạnh Tổng, không muốn sống nữa hả? Mau đi. Ai? Ai? Không sao rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ai? Rốt cuộc là ai? Đừng quan tâm anh ta. Tiếp tục. Không được, mau đi đi. Em trốn ở đây một lát nhé. Nói tên bảo vệ đó tối nay không cần đến đây. Phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục. Xin lỗi. Có phải em lạnh không? Nhanh chóng đi tắm nước nóng đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó. Tắm nước nóng. Anh thả em xuống. Anh ra ngoài đi. Chúng ta cùng tắm, được không? Cùng tắm. Đúng vậy, bảo vệ đã ở bên ngoài. Em không sợ anh sẽ bị anh ta bắt đi sao? Anh cùng tắm, được không? Đây là biệt thự của Mạnh Tổng. Lỡ như anh ấy về thì làm sao? Mạnh Tổng tối nay sẽ không về. Ai nói vậy? Là anh nói. Trương Cường Thịnh. Không có nước, chúng ta sẽ không tắm nữa. Nói, Mạnh Tổng đã chuẩn bị xong rồi. Nào, cho em một bất ngờ. Wow. Wow. Chồng, anh lấy từ đâu ra hả? Này, là tặng cho em. Một niệm từ, em có đồng ý lấy anh không? Không phải em đã cầu hôn anh rồi sao? Chuyện cầu hôn này, dĩ nhiên phải để đàn ông làm. Cảm ơn chồng. Chồng, hình như có người. Người này hình như là tối nay. Tối nay Mạnh Tổng có việc, không công khai lộ chuyện. Hình như là thuộc hạ của Mạnh Tổng.
Mạnh tổng. Mạnh tổng, bảo tôi qua làm chút gì. Chúng tôi vô tình đi ngang qua đây thôi. Sau đó thì ngôi nhà của Mạnh tổng trải rộng khắp thế giới. Chúng ta chỉ cần mượn một đêm. Mạnh tổng chắc sẽ không bận tâm chứ? Không bận tâm, tuyệt đối không bận tâm. Trương tổng, có điều này tôi muốn thú nhận với anh. Chính là tiệc sinh nhật tối nay của Mạnh tổng. Vợ chồng tôi bất lực mượn danh thân phận của Mạnh tổng một chút. Hy vọng anh thay chúng tôi gửi lời xin lỗi tới Mạnh tổng. Chuyện nhỏ này đều là chuyện nhỏ thôi, không sao cả. Trương tổng, còn có chuyện này. Chính là thân phận của tôi, trợ lý Mạnh tổng, khi nào mới có thể gặp Mạnh tổng vậy? Cô còn cần gặp Mạnh tổng hả? Đó là dĩ nhiên. Tôi không thể mỗi ngày làm việc đều không làm, chơi bời lêu lỏng tới ngày nhận lương được. Cái này, công việc trợ lý bình thường chỉ là bưng bê cà phê, tổ chức sắp xếp tài liệu, không có nội dung công việc đặc biệt. Em hoàn toàn có thể chơi thoải mái, cái gì đều không cần làm. Anh Trương, chồng tôi chỉ làm nội trợ, anh ấy nói năng linh tinh thôi. Nội trợ lấy đâu ra tiền mua nổi chiếc xe điện 30 triệu này chứ? 30 triệu? Anh nói cái xe này 30 triệu hả? Trương tổng, anh đừng đùa nữa. Chiếc xe điện này sao có thể đánh giá 30 triệu chứ? Kể cả bán tôi đi, tôi cũng không đánh giá 30 triệu nữa. Ai nói em vô giá chứ? Nếu vậy không có việc gì nữa, tôi sẽ... Trương tổng, vậy anh đi làm việc của mình đi. Bye bye. Chồng à, anh mua chiếc nhẫn kim cương này ở đâu vậy? Xem ra giống như thật vậy. Chính là thật mà. Anh đừng làm em vui nữa. Nếu nó là thật, to như thế này, đáng tiền 100 triệu đó. Chắc chắn là 100 triệu rồi. Anh đừng có nói nhảm nữa. Vợ, có phải chúng ta có thể tiếp tục chuyện lúc nãy chưa làm xong không? Anh mơ đi. Nào, lên xe, về nhà. Mục Niệm Từ, sao cô vẫn chưa từ chức hả? Tại sao tôi phải từ chức? Cô nói tại sao chồng cô mạo danh Mạnh tổng, bản thân cô mạo danh phu nhân Mạnh tổng, cái nào mà không thể lấy mạng cô được chứ? Chuyện này tôi đã giải thích rõ rồi. Ngược lại là cô, dựa vào cái gì mà xuất hiện ở đây chứ? Tôi nghĩ thế nào thì là thế đó. Cô là thứ gì chứ? Có tư cách gì trước mặt tôi khoa trương hả? Ở đây là phòng làm việc của chủ tịch, mời cô ra cho. Tôi là đến lấy tài liệu. Tài liệu ở đây không có sự cho phép của Mạnh tổng, cô không thể lấy đi. Cô thả ra cho tôi. Cô không thể động vào. Tránh ra. Vương Tiểu Hà, một niệm từ, công việc dọn dẹp này cô làm không lâu nữa đâu. Chào buổi sáng phu nhân. Phu nhân ở đâu? Tôi đang nghi ngờ lời thoại của mình. Thì ra Trương tổng thích biểu diễn. Đúng rồi, tôi cũng rất thích biểu diễn. Anh đang tìm gì vậy? Chứng cứ. Chứng cứ gì? Tập đoàn Đại Thịnh nợ tập đoàn Mạnh Thị 3 tỷ đồng, bây giờ đang kiện. Bằng chứng quan trọng nhất là tờ giấy nợ này, để trên bàn của Mạnh tổng. Nếu như không tìm thấy nó thì sẽ bất lợi cho Mạnh tổng. 3 tỷ này sẽ bị lãng phí. Chắc chắn là ở trên bàn hả? Tìm kỹ vào. Vương Tiểu Hà. Vương Tiểu Hà. Vương Tiểu Hà. Vương Tiểu Hà. Chắc chắn là cô ta. Cô ta vẫn chưa đi xa. Tiền tổng, thứ tôi lấy được ở trong tay là giấy nợ 3 tỷ đó. Ông cảm ơn tôi thế nào? Nói đi, cô muốn cái gì? Tôi đều sẽ đáp ứng. Ai mà không biết, tiền tổng tìm Mạnh tổng đàm phán hợp đồng chỉ là một vỏ bọc. Mục đích chính là miếng giấy nợ này. Tập đoàn Đại Thịnh bên đó nói là chỉ cần lấy được giấy nợ này sẽ cho ta 1 tỷ. 500 triệu ở trong đó dĩ nhiên là của Vương Tiểu Thư rồi. 500 triệu này tôi phải lấy tiền trước. Cô sợ anh trai cô sẽ hối hận sao? Anh trai của cô không phải loại người đó.
500 triệu không phải số nhỏ. Số tiền này tôi phải lấy trước. Đây, 500 triệu này là của cô. Tiểu cô nương, đi ra ngoài lăn lộn nhé. Ý ông là gì? Giả sao? Ông tiền vận lý, tuy tôi nhỏ hơn ông, nhưng ông đang đánh giá thấp tôi rồi đó. Ý cô là gì? Trong tay ông đó chỉ là bản sao quét của xét chuyển khoản ngân hàng mà thôi. Bản gốc không phải trong tay tôi. Tiện nhân người, xem ra việc làm ăn này hay là tôi nên đàm phán với Mạnh tổng. Tiền tổng, sau này ông nên học hỏi tôi một chút. Giao ra đây, đưa giấy nợ giao ra đây. Một điện từ, cô ăn nói nên tôn trọng một chút. Dù gì tôi cũng là chị họ cô, là to nhỏ với ai vậy chứ? Chị họ, trên đời này có người chị họ như thế sao? Một điện từ, kết hôn rồi, xương cứng cáp rồi, dám tới Vương gia làm loạn hả? Tao thấy ngươi cần xử lý đó. Đúng, tôi chính là cần xử lý. Hai mẹ con các người thật là hèn hạ. Hôm nay ta sẽ cùng các người liều mình tới cùng. Một điện từ, ngươi xem chính ngươi là đang ngứa da hả? Mấy năm không đánh người, quy tắc ngươi đều quên rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, bà ngoại trừ đánh tôi, các người còn biết làm gì hả? Lúc trộm tiền đánh tôi, lúc uống rượu say đánh tôi, tâm trạng không vui cũng đánh tôi. Khi cha mẹ tôi rời đi, đã giao tôi cho các người. Các người đối xử với tôi thế nào? Lấy tiền của cha mẹ tôi đi tiêu hết tất cả. Các người lạm dụng tôi mỗi ngày. Các người có ngày nào nhìn lại đối xử với tôi thế nào không? Ngươi còn dám mạnh miệng hả? Tìm ta có đánh chết ngươi không hả? Đi đến đi, đánh chết tôi đi. Trên đời này có người thân nào ác độc như các người không hả? Chúng ta ác độc. Một niệm từ, lương tâm của cô đã bị cho chó ăn thịt rồi hả? Cô đừng quên, những năm tháng này ai là người tiêu tiền mua sách cho cô? Là bản thân tôi, một bé gái mười mấy tuổi, để kiếm được tiền học phí, nhặt chai nước gian đường mỗi ngày. Quần áo tôi mặc đều là các người không cần. Quần áo cũ mục nát, người có cái mặc cũng là ngon rồi. Một đứa cha mẹ mất như ngươi còn có tư cách chọn sao? Ngôi sao tai họa như ngươi, ngôi sao tai họa không biết cảm ơn. Tôi không biết cảm ơn. Lúc tôi học đại học, ăn thức ăn thừa của các người mỗi ngày. Tôi vừa học vừa làm. Tôi làm việc bán thời gian. Số tiền đâu tôi kiếm được, tôi lại đưa tất cả cho các người. Lẽ nào các người đã quên hết rồi sao? Đó không phải là điều ngươi nên làm sao? Chúng ta còn phải giới thiệu công việc cho các người sao? Có phải ngươi quên rồi? Công việc bà đem bán tôi cho bên đa cấp. May mà tôi mạng lớn chạy thoát khỏi. Nếu không, bây giờ sống chết còn chưa biết đó. Cái thứ vô ơn bội nghĩa như cô. Mẹ, hôm nay chúng ta đánh chết cô ta đi. Xem sau này cô ta còn dám kiếm chuyện trước mặt chúng ta nữa không? Đến đi, kể cả đánh chết ta cũng phải trả giấy nợ cho ta. Nói cả nửa ngày thì ra vì giấy nợ. Giấy nợ ở đây, nếu cô cần, tôi có thể đưa cho cô. Nhưng cần có điều kiện. Điều kiện gì? Cô phải quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống, phải cúi đầu lại ba cái. Còn lại ba cái nữa. Không sai. Một niệm từ, này là ngươi nợ chúng ta. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, giấy nợ này sẽ đưa cho tôi. Dĩ nhiên rồi, giấy nợ này ở trong tay tôi cũng không có ích gì. Tôi đơn thuần chỉ là vì giận cô mới lấy đi. Chỉ cần cô có thể khiến tôi hết giận, dĩ nhiên tôi sẽ đưa cho cô. Còn ngây ra đó làm gì hả? Không mau quỳ xuống đi. Tôi dựa vào gì để tin cô? Một niệm từ, mời cô nhận thức rõ tình hình hiện tại. Bây giờ cô ngoại trừ tin tôi, cô còn có lựa chọn nào khác sao? Vậy tôi phải xem trước, rốt cuộc có phải bạn gốc hay không? Tâm nhãn thật nhiều mà. Với loại người như các người sống chung đã lâu như vậy, nếu người không vô tâm cũng sẽ biến thành người có tâm rồi. Thấy chưa hả? Hàng thật đó, già trẻ không gạt. Được lắm một điện từ. Ta thấy ngươi không cần rồi đó. Nếu ngươi không cần, bây giờ ta sẽ xé nó ra. Đừng.
còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tôi quỳ. Tôi quỳ. Thế giới này không ai có tư cách bắt cô ấy quỳ cả. Sao anh lại đến đây? Anh mà không đến thì vợ của anh bị oan ức chết rồi. Chỉ là 3 tỷ thôi, không đáng để em chịu thiệt thòi như thế này. 3 tỷ mà thôi. Một tên chỉ biết ăn bám như ngươi còn tuyên bố dõng dạc, còn có mặt mũi ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có giỏi thì lấy ra 3 tỷ để chúng ta mở to mắt ra nhìn. Tên rắc rưởi như ngươi sợ là cả 300.000 cũng chưa lấy ra được. Khẩu khí mạnh miệng, sáng sớm chắc chưa đánh răng. Vương Tiểu Hà, cô vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị, lấy đi chứng cứ liên quan đến vụ kiện tụng của tập đoàn Mạnh Thị. Cái này thuộc về hành vi phạm pháp. Nể tình các người là người thân của một miệng từ, ta cho các người cơ hội lần này. Giao giấy nợ 3 tỷ ngay lập tức. Nếu không thì ta chắc chắn sẽ buộc các người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Người ta muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý với con đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Thật sự ngươi nghĩ bản thân mình là chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị sao? Một niệm từ, chồng này của ngươi là học biểu diễn hả? Sao biết giả dờ hay vậy? Vương Tiểu Hà, cô bớt nói nhảm đi. Này là cô đang phạm pháp, cô còn diễn kịch sao? Giấy nợ này là ta nhặt được. Phạm tội? Ta phạm tội chỗ nào? Rõ ràng là ngươi lấy trộm từ chỗ làm việc của Mạnh tổng. Lấy trộm? Ngươi có chứng cứ gì mà chứng minh ta là trộm? Chính mắt ta nhìn thấy. Ngươi, ngươi là thứ gì chứ? Chứng cứ thì ở đây. Đừng động vào. Chứng cứ này đủ rồi chứ? Này đã bị quay lại sao? Không thể xui xẻo đến vậy được. Chứng cứ này ngươi chắc chắn giả mạo rồi. Không sai, tự tạo giả mạo. Có phải giả hay không, tòa án có phán quyết riêng. Nếu các người đã không trân trọng cơ hội cho các người thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Còn đi tòa án gặp, ngươi dọa ai vậy hả? Đúng vậy. Tên chết tiệt ngươi, ngoại trừ biết dọa người khác còn biết làm gì nữa hả? Không biết phải trái. Chúng ta đi. Khoan đã. Giấy nợ có thể đưa cho ngươi, nhưng ít nhất phải lấy 300.000. Ta có thể cho các người cơ hội hối cải, nhưng một cắt tiền cũng không có. Tên không biết ngươi, ta không biết xấu hổ. Giấy nợ này đáng giá ít nhất 500 triệu. Chỉ cần ngươi 300.000 là dễ giải cho ngươi rồi. Mạnh tổng sẽ tống các người vào tù. Còn để ta vào tù à? Nếu ngươi không cần, bây giờ ta sẽ xé nó. 100.000. Giấy nợ trị giá 3 tỷ này, ngươi đưa cái giá ăn xin làm gì vậy hả? 100.000 là tất cả tài sản của tôi đó. Cô có biết không hả? Chốt. Nhưng ngươi phải quỳ xuống, cúi đầu lại 3 cái. Vương Tiểu Hà, cô đừng quá đáng. Không cần à? Vậy thì ta xé nó. Đừng. Nếu ngươi muốn xé cũng được, nhưng ngươi cần suy nghĩ kỹ. Nếu xé rồi, ta nhất định sẽ đưa ngươi vào tù ngồi. Dọa ai hả? Xé thì xé. Vương Tiểu Hà đồ ngu ngốc. Một điện từ, ngươi dám đánh ta? Người đàn bà này có phải muốn lên trời không hả? Được rồi. Đủ rồi. Người này không phải trợ lý của Mạnh tổng sao? Anh ta đến đây làm gì? Mạnh tổng, Mạnh tổng, chuyện này đùa ta hả? Là sao? Tất cả các bằng chứng bây giờ đã được kết luận, chuỗi chứng cứ được giao nộp cho cảnh sát. Vương Hiệu Tô, Vương Tiểu Hà, tập đoàn Mạnh Thị bây giờ chính thức buộc tội trộm cắp, tội hủy hoại tài sản cá nhân. Báo cáo các người với cảnh sát, rất nhanh các người sẽ được đoàn tụ ở trong đó thôi. Không thể nào, hắn chỉ là tên anh bán, sao có thể là thủ phủ toàn cầu được? Một điện từ, sao có thể lấy Mạnh tổng được? Mạnh tổng, xin anh tha cho chúng tôi. Mạnh tổng, Mạnh tổng, Mạnh tổng, xin tha cho chúng tôi. Mạnh tổng,
Mạnh tổng nói rồi, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các người. Cùng đi tới cục cảnh sát với ta. Đừng mà, đừng mà. Đúng là tự gây ra tự giận lấy. Những cái này đều nát vụn rồi, đừng nhặt nữa. Không được, không nhặt gì, không giữ được công việc. Kể cả không giữ được thì anh có thể nuôi em mà. Đừng nói linh tinh nữa. Một niệm từ, thực sự anh, nếu thực sự anh là Mạnh tổng thì ngược lại em sẽ không lấy anh. Tại sao? Không môn đăng hộ đối thì sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Giống như 3 tỷ này, trong mắt em đó là một số tiền khổng lồ ngoài tầm giới. Nhưng trong mắt của tổng tài bá đạo, đó chỉ là một miếng bánh mà thôi. Sẽ không cảm động lây. Được rồi, nhặt xong rồi, về nhà thôi. Ba tỷ làm sao quan trọng bằng em? Vẫn chưa dán xong nữa. Ngủ đi, có anh ở đây rồi. Thiếu một góc. Vẫn thiếu một góc. Rốt cuộc là đâu rồi chứ? Tìm thấy rồi. Dạ, dậy đi, ăn mì thôi. Dạ ơi, dạ. Tiền vạn lý, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi bắt ta làm gì chứ? Vương Tiểu Hạ đâu? Sao ta biết được? Gọi điện cô ta không nghe máy. Ngồi chờ cả đêm ở nhà cô ta cũng không thấy cô ta lộ diện. Cô ta không lấy giấy nợ chạy trốn chứ? Vậy thì ngươi đi tìm cô ta đi. Tìm ta làm gì chứ? Ngươi là em họ của cô ta. Ngươi không biết cô ta ở đâu sao? Mối quan hệ giữa ta và cô ta không tốt. Lẽ nào ngươi không biết? Ta không quan tâm. Tìm không thấy cô ta, ta sẽ tìm ngươi. Giao giấy nợ ra. Ta không có giấy nợ. Ngươi thả ta ra. Thả ngươi? Vậy thì chẳng phải một tỷ của ta đã bị lãng phí rồi sao? Ngươi tìm giấy nợ làm gì hả? Tiểu tử, ngươi chắc chắn biết giấy nợ ở đâu. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chỉ cần ngươi uống viên thuốc này, sau 10 phút ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta thương yêu ngươi. Nếu ngươi không nói chị ngươi đang ở đâu, vậy cái cô ta nợ ta, ta sẽ để ngươi trả. Tiền vật lý, ngươi không cần giấy nợ nữa sao? Nói đi, giấy nợ ở đâu? Giấy nợ đang ở nhà ta, nhưng thiếu một góc. Vậy nên ta mới tới nhà của ta tìm. Ở nhà ngươi. Gọi điện cho chồng ngươi, bảo hắn ta đem tới đây. Một niệm từ, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Em đang ở đâu vậy? Chồng à, mau báo cảnh sát. Im miệng. Vợ ngươi bây giờ đang trong tay ta. Trong vòng 10 phút đem giấy nợ qua cho ta. Chỉ một phút, ta sẽ chặt một ngón tay của vợ ngươi. Tiền vạn lý, tình khốn kiếp. Trong lúc đợi chồng ngươi, chúng ta nên làm chút gì đi. Ngươi đừng động vào ta. Làn da này mịn thật. Tên đê tiện này, diễm phúc thật sâu đó. Tiền vạn lý,
Ngươi dám động vào ta lần nữa, chồng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi đừng quên, anh ấy là thủ phủ toàn cầu. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên 3 tuổi sao? Tiền vạn lý. Tiền vạn lý. Một niệm từ, em sao vậy? Cô ta đã bị ta hạ thuốc mê rồi. Bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó. Tình khủng khiếp nhà ngươi. Dùng tay. Giao giấy nợ ra cho ta. Ngươi mơ đi. Tìm cái chết hả? Ngươi rất biết né nhỉ. Vậy thì cô ta. Sao ngươi không né hả? Né đi. Bạn tổng. Không, không thể nào. Không, không thể nào. Nhưng hắn ta chỉ là một tên ăn bám thôi mà. Sao có thể làm bản tổng? Tiền vạn lý, Vương Tiểu Hà đã thú tội giao dịch phạm pháp với các người. Bằng chứng sắt đá. Đợi ngươi kết thúc rồi. Đưa hắn ta đến sở cảnh sát. Ta sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Vâng. Không, không. Thả ta ra. Chồng, em khó chịu quá. Niệm Từ, em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà. Chồng à, em cần anh. Vợ, bây giờ em bị trúng thuốc rồi. Bị mê sản rồi, anh không thể. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Không được, anh sợ sẽ làm em tổn thương. Xin anh đó. Không được. Chuyện làm xong chưa hả? Mạnh tổng, đã làm xong rồi. Giấy nợ còn nguyên, còn tiền vạn lý. Hắn ta thú nhận âm mưu của mình với tập đoàn Đại Thịnh. Tập đoàn Đại Thịnh chắc chắn sẽ thua vụ này. 3 tỷ nhất định có thể lấy lại được. Được. Vợ, lần này anh cảm ơn em sao đây? Sao trắng hắn thế này? Toan rồi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Chồng. Bệnh nhân sốt do nhiễm trùng vết thương, không có vấn đề gì lớn, sẽ thức dậy sớm thôi. Cảm ơn bác sĩ. Nào, đăng ký thông tin bệnh nhân. Toan rồi, kết hôn lâu như thế này, mình còn không biết cả họ tên chồng. Thì nhanh xíu, phía sau còn nhiều bệnh nhân đang đợi. Mạnh cái gì? Giết Mạnh tiên sinh đi. Cảm ơn bác sĩ. Chồng ơi, anh tỉnh rồi hả? Anh cảm thấy thế nào? Đỡ nhiều rồi. Em nghe thấy anh. Mạnh tổng, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Mạnh tổng. Mạnh tổng. Trương tổng, anh gọi chồng tôi là gì? À, lúc nãy Mạnh tổng tìm tôi có việc. Lúc nãy tôi có nói chuyện với Mạnh tổng. Làm tôi giật cả mình. Tôi còn tưởng chồng tôi là thủ phủ toàn cầu chứ. Phải rồi, anh tìm chồng tôi có việc gì? Có chuyện riêng, cô đưa điện thoại cho anh ấy nhé. Bây giờ anh ấy đang bị thương, không tiện nghe máy. Cái gì, Mạnh tổng bị thương rồi? Sao? Mạnh tổng bị thương sao?
Sao lại như vậy? Không, không phải cô nói Mạnh Tổng bị thương sao? Ý tôi nói là chồng tôi bị thương, không phải Mạnh Tổng bị thương. Tôi và Mạnh Tổng chưa gặp nhau lần nào. Chồng cô bị thương ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi qua. Bệnh viện Hiểu Nghị. Anh là chồng em. Anh bị thương có liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta có thể yêu chim yêu cả lòng thôi. Em là trợ lý của chủ tịch, còn anh là chồng của trợ lý chủ tịch mà. Yêu chim yêu cả lòng. Vậy anh ta cái gì? Anh đã kết hôn rồi, anh ta không có cơ hội rồi. Vợ em nói gì vậy? Người nhà bệnh nhân tới đây. Dạ, đợi em một lát. Ta nói lại lần nữa, sau này cách xa ta ra. Nhưng đôi khi tôi không thể làm được điều này. Ta nói lần nữa, sau này cách xa ta ra. Nhưng có đôi lúc tôi không thể làm được điều này. Bỏ chồng tôi ra. Tránh ra cho tôi. Chồng ơi, nào, để vợ đút cho anh ăn nha. Thế nào, đắng hả? Anh đợi đây, em đi lấy đường phèn. Cái này hiệu quả hơn đường phèn. Tôi không nhìn thấy gì cả. Không, anh nhìn thấy rồi. Anh thấy rất rõ ràng. Vậy nên anh hiểu rồi chứ? Tôi không hiểu. Anh, chúng tôi là vợ chồng ân ái. Nghe thấy chưa hả? Vậy thì sao? Anh, được rồi, được rồi. Cậu đến tìm Mục Điềm Từ có chuyện gì không? Vì tiểu thư Mục Điềm Từ cứu vãn cho tập đoàn được 3 tỷ, vậy nên chủ tịch đặc biệt cho tiểu thư Mục Điềm Từ nghỉ phép 10 năm. 10 năm? Nếu không đủ thì tuyệt đối đủ rồi. Chồng, em có thời gian chăm sóc anh rồi. Phải rồi chồng. Anh tên là gì? Mạnh Ngôn Triệt. Cái gì? Mạnh Ngôn Triệt? Đó là tên của sếp em. Anh lại đùa hả? Đúng rồi, anh tên Mạnh Ngôn. Tên này hay đó. Xem như một nửa thủ phủ vậy. Ta nói sao nó có mùi nghèo. Thì ra là ngươi và chồng ngươi. Dương Tiểu Tiểu, đây là phòng bệnh riêng của chúng tôi. Mời cô đi ra. Sao chứ? Phòng bệnh riêng? Sợ là ngươi vẫn chưa rõ. Bệnh viện họ Dương này, bây giờ ta không hoan nghênh ngươi. Thu dọn hành lý và rời đi ngay. Chúng tôi đã thanh toán phí làm viện rồi. Dựa vào gì mà lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Bệnh viện là nơi cứu người và chữa lành những người bị thương. Đây không phải là nơi để cô nói năng điên cuồng. Chỗ chúng tôi đây là bệnh viện cao cấp. Hai người hạ tiện như vậy, không có tư cách ở đây. Tự giác biến đi. Đừng bắt ta gọi bảo vệ. Người có thể đuổi chúng ta ra ngoài, nhưng phải cho chúng ta một lý do hợp lý. Chúng tôi thanh toán đúng hạn, không vi phạm nội quy định của bệnh viện. Chưa gì đuổi chúng tôi đi chứ? Nghe không hiểu lời người ta nói hả? Bệnh viện họ Dương này, ta muốn đuổi ai thì đuổi. Ta cần phải cho các người lý do sao? Thì ra là vậy. Thật khó để tuân theo. Hôm nay bác sĩ riêng của tập đoàn Mạnh Thị phải qua đàm phán hợp tác với chúng tôi. Cần thể diện thì mau biến đi cho ta. Làm trễ nại chị của tập đoàn Mạnh Thị, ta sẽ giết chết các người đó. Bác sĩ Dương là bác sĩ riêng của tập đoàn Mạnh Thị. Hắn ta nhân danh tập đoàn Mạnh Thị ở bên ngoài đàm phán hợp tác là bất hợp pháp. Chưa kể ngươi muốn thông qua hắn để tiếp cận mối quan hệ với tập đoàn Mạnh Thị. Bớt nói nhảm đi, biến ra ngoài cho ta. Bớt nói nhảm đi, biến ra ngoài cho ta. Tiểu thư, bác sĩ Vương đã tới rồi, chắc cô nên đi đón tiếp. Bệnh viện các người là nơi trú cho những kẻ lang thang sao? Loại rác rưởi này, ai để cho các người đưa vào hả? Nghe thấy chưa hả? Còn không mau biến đi. Tất cả chi phí chúng tôi đã đóng hết rồi. Dựa vào gì mà một câu các người đuổi chúng tôi đi chứ? Có phải nội quy quy định của bệnh viện chỉ là vật trang trí sao? Các quy tắc và quy định là để mọi người tuân theo. Đối với ta, cô vô dụng. Đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Loại tư gian lận như ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục thôi. Địa ngục? Lẽ nào ngươi không nghe qua? Tiền có thể làm cho thế giới quay tròn.
Chỉ có người nghèo như các người phải gánh chịu loại tội ác này thôi. Người nghèo thì sao? Người nghèo thì nên bị người ta bắt nạt, tùy ý đuổi ra bệnh viện sao? Không sai. Tài phú của Dương gia ta, cả đời này các người đều ngoài tầm giới. Ta khuyên các người nên hiểu chuyện một chút, chấp nhận số phận đi, mau biến đi. Sau này mãi mãi đừng xuất hiện ở Dương gia chúng ta nữa. Chỉ là một tiểu thư cỏn con của Dương gia lại kiêu ngạo như vậy. Dương gia nhỏ nhoi, tên ăn bám người có tư cách gì buộc tội Dương gia ta chứ? Tập đoàn Mạnh thị, Mạnh Ngôn Triệt có tư cách không? Cái thứ không biết xấu hổ còn mạo danh Mạnh Ngôn Triệt. Không đi chứ gì? Không đi thì ta đuổi ngươi đi. Đi, đi, thả ra. Này, có chuyện gì vậy? Mạnh tổng, Mạnh tổng, ông gọi anh ấy là Mạnh tổng? Ông đùa hả? Bác sĩ Dương, ông nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Mạnh tổng của tập đoàn Mạnh thị. À, phải phải, là tôi hoa mắt nhận nhầm người thôi. Tôi nói rồi mà, hắn ta chỉ là tên ăn bám, sao có thể là Mạnh tổng chứ? Đồ ăn bám. Không sai, bác sĩ Vương, cái tên này cùng một họ với Mạnh tổng, đơn giản là làm hoen ố danh tiếng của Mạnh tổng thôi. Hắn ta còn luôn mạo danh Mạnh tổng. Hôm nay vừa hay ông tới, đúng là bác sĩ riêng của Mạnh tổng. Hôm nay tranh thủ thời gian cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bác sĩ Vương, nếu ông là bác sĩ, vậy ông nói thử xem, toàn bộ phí tôi đã nộp, tôi có đủ điều kiện làm bệnh nhân đến nhập viện hay không? Còn dám nói bác sĩ Vương đánh giá xem có xứng hay không hả? Thật là chuyện không biết xấu hổ. Hắn ta cũng có thể làm được. Bác sĩ Vương, nói đi. Đã thanh toán mọi khoản phí rồi, dĩ nhiên là có thể ở đây rồi. Bệnh viện này cũng chính là nơi chữa trị cho bệnh nhân sao? Hôm nay tôi đến đây chỉ là tiện đường đi ngang qua. Những việc này toàn bộ không liên quan gì đến tôi. Không liên quan. Bác sĩ Vương, tôi không nghe nhầm chứ? Ông vừa nói chỉ là tiện đi qua. Phải, tôi chỉ là tiện đi qua thôi. Nhưng bác sĩ Vương, hôm nay rõ ràng là chúng tôi hẹn ông đến đàm phán hợp tác mà. Phải rồi bác sĩ Vương, rõ ràng ông và tiểu thư nhà chúng tôi đã hẹn rồi mà. Sao đột nhiên lại thay đổi được vậy? Ăn nói linh tinh, cần không mau im miệng cho ta. Bác sĩ Vương, có phải ông nhầm gì không? Ông đánh cô ta làm gì hả? Cấm miệng. Đánh tốt lắm, lại bắt nạt người khác nên bị đánh. Tên ăn bám như ngươi, liên quan gì đến ngươi chứ? Dương Tiểu Tiểu, có phải ngươi nghe không hiểu không hả? Bảo ngươi im miệng, không nghe thế sao? Bác sĩ Vương, có sự hiểu lầm nào giữa chúng ta không hả? Hiểu lầm, ngươi ăn nói như vậy đáng đánh lắm. Bác sĩ Vương, có phải chúng tôi có chỗ nào khiến ông không hài lòng không? Xin ông nói rõ. Phải đó, xin ông nói rõ bác sĩ Vương. Có chỗ nào không phải chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta không thể trì hoãn sự hợp tác được. Cái đồ ngốc nghếch nhà cô. Tiên sinh, anh hãy yên tâm nhé. Bây giờ tôi sẽ chăm sóc nơi này thật đúng cách. Hai chị ở đây muốn bao lâu cũng được, cứ thoải mái nha. Trong giai đoạn này tôi sẽ làm hết sức mình, dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho hai chị. Không bằng sống chết, chết thì mới dừng. Bác sĩ Vương, Anh ta rốt cuộc là ai? Người không xứng thì biết. Còn không mau biến ra ngoài cho ta ở đây trước mắt. Vâng, vâng. Bác sĩ Vương, đừng gọi ta như vậy, ta không quen lại người như ngươi. Bác sĩ Vương, rốt cuộc là sao vậy? Tôi không hiểu gì cả. Ông nói cho tôi biết đi. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao? Tối nay ngươi đã làm gì hả? Trong lòng ngươi không rõ sao? Tôi đã làm gì hả? Uổng công ta xem Vương gia ta và Dương gia các người là bạn bè của nhau. Muốn để Dương gia các người dựa vào Mạnh gia thủ phủ thế giới này. Hy vọng của Vương gia chúng ta chung tay với Dương gia của các người, chia sẻ của cải, phú quý cùng nhau tạo nên sự rực rỡ. Nhưng hôm nay tất cả đều bị ngươi phá hỏng. Cái thứ có mắt như mù, kế hoạch này tất cả đều bị ngươi phá hoại rồi. Không thể nào, tôi không tin. Bác sĩ Vương, không phải là ông tin hắn ta chính là Mạnh tổng chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi lừa được bác sĩ Vương chứ không lừa được ta đâu. Ta xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào. Giả vờ đến khi ta không giả vờ được nữa. Tệ nhất là thú nhận tất cả. Thấy chưa? Thấy chưa? Bác sĩ Vương, ông nhìn hắn ta đi. Ngươi mau im miệng cho ta. Chồng, anh có gì giấu em không? Bác sĩ Vương,
Tại sao ông lại khiêm tốn với hắn ta như vậy? Hắn ta có tư cách sao? Dương Tiểu Tiểu, người biết cậu ta là ai không hả? Hắn ta có thể là ai chứ? Hắn ta không phải là người chồng rác rưởi của Mục Niệm Từ sao? Dương Tiểu Tiểu, người biết cậu ta là ai không hả? Cậu ta chính là Mạnh Tổng. Là Mạnh Tổng người nắm quyền tập đoàn Mạnh Thị. Mạnh Tổng. Mạnh Tổng. Vương Tổng, ông quá vô tri rồi. Tên này sao có thể là Mạnh Tổng chứ? Không phải ta thì còn là ai? Thời gian dài như thế này, ngươi thậm chí còn không biết ta trông thế nào. Có vẻ như mối quan hệ của ngươi chưa đủ bền chặt. Ngươi họ Mạnh đắc ý cái gì chứ? Bây giờ ta sẽ gọi cho ông Trương đến. Anh ta là người trước của Mạnh Tổng. Đợi anh ta đến, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Trương Cường Thịnh, ta cho ngươi 3 phút lập tức xuất diện. Nếu không thì không có chỗ cho ngươi trong tập đoàn Mạnh Thị nữa. Diễn viên, diễn viên tốt. Cả đời lao động vất vả đều dành cho đóng phim cả rồi. Lợi hại như thế này, sao không đi làm diễn viên đi? Mạnh Tổng, không thể nào. Sao hắn ta có thể là Mạnh Tổng chứ? Hắn ta chỉ là tên ăn bán thôi. Nếu hắn ta là Mạnh Tổng, vậy Mục Niệm Từ không phải là phu nhân chủ tịch sao? Tôi, phu nhân chủ tịch. Không thể nào. Diễn xuất, tất cả các người đều đang diễn xuất phải không? Tình rác rưởi này, sao hắn ta có thể là Mạnh Tổng chứ? Tôi không tin. Tôi không tin. Bác sĩ Vương, ta sẽ không truy đuổi bất cứ vấn đề nào giữa ngươi và Tiêu Tiêu. Nhớ không bao giờ xảy ra lần nữa. Cảm ơn Mạnh Tổng. Cảm ơn Mạnh Tổng. Mang người phụ nữ điên thù này đi đi. Vâng, Mạnh Tổng. Không thể nào. Không thể nào, tôi không tin. Thả ta ra. Anh thật sự là Mạnh Tổng. Anh thực sự là lãnh đạo của tập đoàn Mạnh Thị, nhưng cũng là chồng em. Mục Niệm Từ, anh luôn muốn tìm cơ hội để nói với em, nhưng lại sợ em nhất thời không chấp nhận. Vậy nên anh không phải tên là Mạnh Ngôn, mà là Mạnh Ngôn Triết. Vậy chiếc xe điện thật là 30 triệu. Không sao, được đặt riêng trước. Chiếc nhẫn này thực sự có giá trị 100 triệu. Đúng, đặt trước cho em đó. Căn biệt thự chúng ta lẻn vào ngày ấy thực sự là nhà của anh. Đúng đó, chỉ là một căn đứng tên anh thôi. Anh cũng không thường đến đó. Mục Niệm Từ. Niệm Từ. Em tỉnh rồi. Này, em sao lại ở đây? Em bất tỉnh ở bệnh viện. Bất tỉnh, ngạc nhiên quá độ, làm nhịp tim tăng lên, hụt hơi, ngất tạm thời. Phóng đại vậy sao? Xin lỗi chồng à, em quá kích động. Chồng em là thủ phủ toàn cầu, cái này không phải cần mạng em sao? Đừng nói linh tinh. Em chính là cố ý để anh thương. Em không có. Chỉ là em không ngờ anh chính là sếp em. Giờ em có trách anh không? Chỉ nhiên là không. Sao em lại trách anh chứ? Em vui còn không kịp đó. Thật sao? Vậy sao mặt em lại đỏ rồi? Có phải em sắp bất xỉu lần nữa không hả? Không có. Vậy mặt em sao lại đỏ như vậy? Này, điều là gì? Vì cái gì? Nói đi. Là gì cái gì? Nói đi. Anh cần em quá. Thì ra là vì anh à? Vậy anh cách xa em một chút. Giờ thì không cần. Không được. Lỡ em gấp lần nữa thì sao? Không đâu. Không đâu. Được rồi, anh đi rót cho em cốc nước. Ôi trời ơi, thủ phủ toàn cầu, hóa ra là chồng mình. Hơn nữa hiện tại anh ấy còn đang rót nước cho mình nữa. Ôi trời ơi, mình không mơ chứ? Mơ gì? Không có gì, không sao. Vậy trong mơ có anh không? Không có gì, không sao. Trong mơ có anh không?
Có phải chỗ nào không thoải mái không? Không sao, không sao. Có phải chỗ nào không thoải mái không? Hay là trong mưa không có anh? Ôi trời ơi, này chính là kêu gọi của thủ phủ toàn cầu. Ôi trời ơi, ông có đùa con không hả? Em chảy máu cam rồi. Xin lỗi đều tại anh. Này, là tiếng gì vậy? Không có. Có, dĩ nhiên là có. Đó là tiếng nhịp tim của ai đó. Không được. Không phải em nói là sẽ chăm sóc tốt cho anh sao? Vậy em sẽ đi tắm trước. Ngủ mà tới người đàn ông mình phải ngủ cùng là thủ phủ toàn cầu. Nghe mình hồi hộp quá. Không được. Một điện tử mày có thể tạo nên sự khác biệt không hả? Một điện tử. Cố lên. Đừng hồi hộp. Mày là vợ của thủ phủ toàn cầu mà. Mày đã thân với anh ta rồi. Bàn tay này còn đeo nhẫn kim cương hàng trăm triệu. Không có gì e ngại cả. Cố lên. Mày có thể làm được. Nhưng anh ấy còn là sếp của mày nữa. Đại nhân của ta, phu nhân của ta, anh là thủ phủ toàn cầu, là sếp của em. Nhưng mà anh cũng là chồng của em. Biết không hả? Biết. Một điểm từ, mày tỉnh lại đi. Mày đang nghĩ gì hả? Điểm từ, em xong chưa? Vợ, em sao rồi? Anh sao anh lại vào đây? Cơm tối đã làm xong rồi. Em cứ ở nhà vệ sinh không ra. Anh lo em ngất nữa. Sao có thể chứ? Vậy bây giờ còn chóng mặt hả? Còn chóng mặt sao? Anh đừng nói. Bây giờ còn có một chút chóng mặt. Chóng mặt. Một ngày không ăn cơm có thể không chóng mặt sao? Này, thịt lợn của em đó. Ngon quá. Ôi trời ơi, thủ phủ toàn cầu vì mình làm món thịt lợn ông. Sao mặt lại đỏ rồi? Lúc đó có thể còn chưa thích nghi được. Chồng em là thủ phủ toàn cầu. Này chỉ là thân phận. Ngốc quá. Ai ở nhà ta? Ở đây rõ ràng là nhà ta. Khi nào trở thành nhà các người chứ? Ngươi nghĩ đây là đâu? Nói đến là đến. Anh Triệu Xuân Thiện, sao ngươi ở đây? Ta là đến để đòi công lý cho Tiểu Khê. Một niệm từ chó đầu này, cô ta không xứng đáng là phu nhân chủ tịch. Ta là bạn của Tiểu Khê, dĩ nhiên phải thay nó giải quyết. Ta không nghe nhầm chứ? Bà phải thay mạnh Tiểu Khê giải quyết. Ngươi xem Tiểu Khê đã chịu tự dục như thế này. Nó chỉ xuất ngoại bồi dưỡng 2 năm. Ở nước ngoài 2 năm. Ngày nay nó trở về thì ngươi đã nhớ đến người khác. Không ngờ vừa tới đã nghe tin ngươi đã kết hôn. Đối với Tiểu Khê mà nói, nhiều xét đánh găng tay. Đối với cô ta trời nắng trong xanh. Liên quan gì tới bà chứ? Bà là bạn cô ta. Tuổi đời này có thể là mẹ cô ta đó. Nên trả xanh ngươi. Xem ta xé nát miệng ngươi. Bà dám qua thử đi. Mạnh Ngôn Trí, rốt cuộc ngươi đang làm gì hả? Còn không mau thay Tiểu Khê giải quyết. Một điểm từ, cô ta lấy người hoàn toàn là vì ngươi tham lam tài sản của tập đoàn Mạnh Thị. Tên Triệu Xuân Thiên này rốt cuộc có mối quan hệ gì với Mạnh Tiểu Khê? Sao lại bảo vệ Mạnh Tiểu Khê như vậy? Bạn bè cũng không cần làm nhiệt tình như vậy chứ. Triệu Xuân Thiện, nếu người nói tham tài sản của tập đoàn Mạnh Thị, không ai phù hợp hơn bà đó. Mạnh Ngôn Trí, ta hết lòng vì ngươi và Tiểu Khê. Ngươi thật không biết tấm lòng của một người tốt mà lại mô tả ta như vậy. Không phải ngươi bị người phụ nữ này làm cho mê muội rồi hả? Được lắm, tên tối tha nhà ngươi.
Triệu Xuân Thiên, nếu bà dám hành động liều lĩnh một lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Đợi đến đó sẽ không đẹp mặt đâu. Mạnh Ngôn Chí, người nên báo cảnh sát bắt là cô ta đó. Mạnh Tiểu Khê, đưa các người bị gọi là bạn tốt của người ra khỏi đây, nếu không thì hậu quả người tự biết. Anh, mẹ đón em từ trẻ trẻ mồ côi về là vì cái gì? Trong lòng anh biết rõ nhất. Mẹ từ nhỏ đến lớn đều xem em là con dâu của Mạnh gia. Bây giờ anh có thể lấy tên rác rưởi này. Thì ra Mạnh Tiểu Khê không có mối quan hệ huyết thống gì với chồng mình, từ nhỏ đã xem là con dâu. Giờ lớn lên cũng vậy, sức lực của thủ phủ toàn cầu. Cái đó, nếu tôi và chồng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, vậy sau này cô không còn là đối thủ của tôi nữa. Chúng ta chính là người một nhà. Ai người một nhà với ngươi? Một tên nghèo nhà quê như ngươi. Mạnh Tiểu Khê, không nói được thì đừng nói. Ở đây không hoan nghênh ngươi. Ra ngoài. Ngươi thấy rõ rồi đó, nó mới là vợ ngươi. Toàn thiên hạ chỉ biết có Tiểu Khê mới xứng đáng là vợ của ngươi thôi. Đứng dậy anh. Chúng ta từ nhỏ tới lớn cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, sao có thể là tên nghèo quê mùa này so sánh được chứ? Anh tận dụng lúc mẹ không rõ việc ly hôn với một điểm từ đi. Ta kết hôn với một điểm từ đúng là có chút dội vàng, còn chưa kịp nói với mẹ. Đợi có cơ hội ta sẽ đưa một điểm từ đi thăm bà ấy. Ta tin mẹ sẽ vô cùng thích niệm từ. Mẹ quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, sao có thể thích cô ta chứ? Đúng vậy, luôn đắm chìm với chồng. Đây là vẻ đẹp của người giàu nhất thế giới. Đều quên mất mẹ anh ấy, lại xuất thân từ gia đình này. Mẹ anh ấy chắc chắn không thích mình đâu. Ai nói mẹ sẽ quan tâm mấy này? Ta tin mẹ sẽ tôn trọng những lựa chọn của ta. Giống như ta sẽ tìm thấy điểm sáng trong em. Thật sao? Anh đường đường là chủ tịch Mạnh thị, sao có thể lừa em được chứ? Một niệm từ xa gần nghe tiếng là sao tai họa. Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, đến lớn đã hại vì mình là người phụ nữ như thế này. Sao có thể là người giàu cửa Mạnh gia được chứ? Anh nghe thấy gì chưa hả? Anh vẫn còn vướng bệnh sao? Nếu anh đưa cô ta về, chắc chắn mẹ sẽ giận đó. Ta nói rồi, mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Một niệm từ, lẽ nào có định ép buộc anh tôi đi ngược lại với gia đình sao? Ta... Mạnh Tiểu Khê, ngươi có chừng mực chút. Ở đây là nhà ta. Anh, từ nhỏ đến lớn anh đều nhường nhịn em, sao bây giờ anh có thể nói là vì người phụ nữ này mà la hét với em như vậy? Mọi người đến đây đều là khách, nếu đã đến rồi vậy thì ngồi xuống và cùng ăn nào. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lẽ nào Mạnh Ngôn Triết trước giờ không thích mẹ anh ấy sao? Con dâu được đặc biệt mẹ anh ấy chọn. Hồ ly tinh, để xem ta xử lý thế nào. Một niệm từ, trước mặt Tiểu Khê ngươi không cảm thấy mình kém cỏi sao? Ngươi hãy tự hỏi mình, ngươi xứng với Mạnh tổng sao? Triệu Xuân Thiên, ta nhấn mạnh lại lần nữa, đây là nhà ta. Mạnh tổng, ta và Tiểu Khê là bạn bè. Này rốt cuộc chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà thì không nói hai lời. Giống như con nhỏ một điểm từ này, khắp nơi đều có. Chỉ có Tiểu Khê mới là vô song trên thế giới. Người mẹ đặc biệt giữa hai người mà chọn, lại được nuôi dưỡng từ nhỏ, gia thế tính cách đều hoàn toàn xứng đáng. Người mau chóng ly hôn với con nhỏ này đi. Bà có tư cách gì mà bắt ta phải ly hôn? Ngôn Triết, ngươi phải có trách nhiệm với Tiểu Khê chứ. Nó từ nhỏ đã mơ nghĩ về kết hôn với ngươi, bây giờ ngươi lại đi kết hôn với người khác. Ngươi bảo nó phải làm sao? Sau này cuộc đời của nó sẽ thành trò cười sao? Từ nhỏ ta chỉ xem Tiểu Khê là em gái, không có bất kỳ tình cảm nào khác. Chuyện xảy ra vào ngày lễ trưởng thành 18 tuổi của ta đã nói rõ với tất cả mọi người rồi, lẽ nào không phải sao Tiểu Khê? Nhưng mà anh, mọi người đều nghĩ anh còn trẻ và phù phiếm, thậm chí còn không để tâm đến nó. Người khác có thể không để tâm, nhưng người để tâm, ta đã trả lời rồi. Ta đã nhấn mạnh điều này vô số lần. Ta chỉ xem ngươi như em gái. Anh, cả thiên hạ ngoại trừ em còn ai xứng đáng với anh chứ? Lẽ nào người xứng đáng với anh là con tiện nhân nghèo này sao? Mà Tiểu Khê, ngươi còn không giữ mồm miệng nữa thì sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa. Anh, Mạnh Ngôn Triết, Tiểu Khê nói câu này không đúng chứ. Ngươi đúng là u mê bất chấp. Giờ à, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Trong vòng 2 phút các người rời khỏi nhà ta, nếu không thì sẽ gọi bảo vệ đích thân mời hai người ra ngoài. Ngôn Triết, nói thế nào thì cô ta cũng là em gái anh. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Một niệm từ, ta không cần ngươi giả đạo đức ở đây. Mạnh Tiểu Khê, ngươi nên gọi cô ấy là chị dâu. Chị dâu? Cô ta dựa vào cái gì làm chị dâu em? Người anh nên cưới là em.
Anh nhìn kỹ em. Em mới là người mà anh nên cưới. Em muốn cưới anh đã muốn cưới 20 năm rồi. Mà Tiểu Khê, người đi quá xa rồi. Tại sao? Em mới ra ngoài học được 2 năm. Tại sao anh lại trở lại dáng vẻ như hiện tại vậy? Trước giờ ta đều là dáng vẻ này. Chính người đã luôn sống trong tưởng tượng của mình. Mạnh Ngôn Triết, lấy cái loại mục niệm từ này bị xã hội thượng lưu cười chê, ngươi sẽ hối hận đó. Lý em, anh sẽ không hối hận. Anh không sợ bị những người xã hội thượng lưu như thế này chê cười hay sao? Không sợ. Điều này cũng sẽ không xảy ra nữa. Không mới lạ đó. Một niệm từ, ta nói cho ngươi biết, một khi ngươi và anh ta công khai hôn nhân, sẽ tác động đến cổ phiếu của tập đoàn Mạnh Thị. Nó sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn Mạnh Thị. Nếu cần thể diện thì bỏ lại anh ta, rời đi không nói một lời. Nếu không thì làm cho tập đoàn Mạnh Thị tổn thất nặng nề. Cả đời này ngươi không đền nổi đâu. Những gì cô ấy nói có vẻ có lý. Ngôn Triết, em nghĩ em nên nghiêm túc suy nghĩ lại hôn nhân giữa chúng ta rồi. Niệm Từ, những gì cô ta nói chỉ là giả thuyết, đó không phải sự thật. Hôn nhân của chúng ta không cần phải xem xét lại. Một Niệm Từ, nếu ngươi thực sự nghĩ đến Mạnh Ngôn Triết và tập đoàn Mạnh Thị thì hãy ly hôn Ngôn Triết càng sớm càng tốt. Một Niệm Từ, hôn nhân của chúng ta chỉ cần có trách nhiệm với chính mình, không cần quan tâm đến người khác, được không? Nhưng không thể không quan tâm. Anh là người lãnh đạo của tập đoàn Mạnh Thị, sau lưng anh có rất nhiều con mắt đang dõi theo. Đây có phải chính là nguyên nhân mà anh không nói với em anh là Mạnh Ngôn Triết chứ gì? Không, không phải đâu. Anh không nói với em sự thật là vì anh sợ làm em sợ, sợ em chạy trốn khỏi anh. Một Niệm Từ, anh không thể mất em. Em hiểu không? Không cần xính lễ, không cần ngủ kim, chồng miễn phí. Có cần không? Thực sự em nên sớm nhìn ra rồi, là em quá ngốc. Anh hiểu rượu vang, lại hiểu cách bắn cung. Sao anh có thể là người bình thường được? Niệm Từ, anh trước mặt em chính là người bình thường đó. Em đừng rời bỏ anh được không? Một Niệm Từ, lẽ nào ngươi muốn vì anh ta, vì ngươi mà bỏ cả thế giới sao? Sau lưng tập đoàn Mạnh Thị là hàng ngàn cổ đông và nhân viên. Khi giá cổ phiếu bị ảnh hưởng, tập đoàn Mạnh Thị sẽ gặp khủng hoảng. Chính là bởi vì cô mà hàng ngàn ngàn gia đình vì cô trôi dạt khắp nơi. Một Niệm Từ, ta xin ngươi đó, mau ly hôn với Mạnh tổng đi. Ta cũng là gì, một trong những hàng ngàn gia đình đó thôi. Lẽ nào ngươi chịu đựng được nhìn thấy ta ngủ ngoài đường sao? Triệu Xuân Thiên, bà không cần lấy chuyện giả chối này để trói buộc đạo đức Niệm Từ nữa. Niệm Từ, em đừng tự trách mình vì những điều chưa xảy ra. Em tin anh, mọi khó khăn anh đều có thể giải quyết, được không? Được, em tin anh. Chồng em là thủ phủ toàn cầu. Em tin chồng em có thể giải quyết mọi vấn đề, có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào. Em muốn tiến và lùi cùng với anh. Anh cảm ơn em. Mạnh Ngôn Triết, Mạnh Ngôn Triết, anh đối xử thế này với em, anh sẽ phải hối hận. Cường Thịnh, tới nhà ta xử lý hai người. Đừng, chúng tôi đi. Bây giờ chúng tôi đi. Thả tôi ra. Chỉ đồ xanh không lo hết củi. Vợ à, em có biết không, lúc nãy phản ứng của em đều làm anh lo lắng đó. Em có sao? Em có. Lúc nãy thực sự suýt nữa là không thở được. Anh muốn. Trễ thế này rồi, đừng nói với chồng. Chúng ta mau đi ngủ đi, mệt cả ngày rồi. Được, cùng nhau ngủ. Alo. Là em. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Không rảnh. Tối nay không có ai làm việc chúng ta rồi.
Không ngờ bà thật thông minh đó, biết nhắc nhở tôi nói chuyện này với mẹ tôi. Dĩ nhiên rồi, ta là mẹ ruột của con mà, có thể không suy nghĩ gì con sao? Tôi nói lại lần nữa, đừng đem chuyện bà là mẹ ruột tôi mà treo ở bên miệng. Lỡ như chuyện này để Mạnh Ngôn Triết và mẹ hắn biết được, thì tôi làm sao có được sự thông cảm của bà ta chứ? Làm sao tôi chơi được bài cảm xúc nữa? Nếu không thì cả cho Mạnh gia, vậy thì tất cả xong rồi. Phải phải, con nói chí phải, là ta bất cẩn. Hồ ly tinh, người đàn bà này tuyệt đối không thể cưới cho Mạnh gia chúng ta được. Đứng dậy mẹ, anh ấy thế nào đều không nghe lời khuyên. Anh ấy dường như muốn sống và chết vì cô ta. Ngay cả tập đoàn Mạnh thị đều không quan tâm đến nó nữa. Tiểu Khê, bây giờ đưa người phụ nữ này đến đây cho ta xem. Dì à, hôm nay dì gọi con đến là có gì dì cần nói vậy? Một Niệm Từ, tôi không thích cô nên hiểu rõ. Mẹ tôi hôm nay tìm cô đến chính là vì muốn đối diện nói với cô, không môn đăng hộ đối, tự hiểu chuyện, mau ly hôn với Ngôn Triết đi. Lời của Tiểu Khê nói cũng chính là ý của ta. Không có sự cho phép của ta mà lại dám làm đám cưới Ngôn Triết nhà chúng tôi. Rốt cuộc là ngươi có xem trọng Mạnh gia chúng ta không hả? Xin lỗi gì? Lời xin lỗi có tác dụng sao? Vậy cần gì cảnh sát? Cô bớt ở đây làm da dẻ ta đây đi. Mau ly hôn đi Ngôn Triết cho tôi. Mạnh Tiểu Khê, bản thân cô là con gái nuôi của Mạnh gia, nói chuyện thế này với chị dâu không cảm thấy vô giáo dục sao? Một Niệm Từ, cô dám nói bóng nói gió hả? Niệm Từ nói không sai. Niệm Từ nói không sai. Xin lỗi, nên nói chuyện này với anh trước một tiếng. Đến chỗ gì quá gấp rồi, không kịp nói với anh. Không sao, có anh ở đây rồi. Anh à, cô đặc biệt chạy đến trước mặt mẹ tôi để đâm thọt cây thị phi, gieo sự rắc rối bất hòa. Anh à, trong lòng anh em là người như vậy sao? Sao anh có thể nghĩ cho em như vậy? Bây giờ thì là như vậy. Mẹ, mẹ xem anh đều đang nói cái gì kìa. Mẹ, đã bao lâu rồi ngươi chưa quay về thăm ta? Kể từ khi để người thay ta tham dự đám cưới của Mạnh Kiệt, gặp phải người phụ nữ này, ngươi cũng không quay về gặp ta nữa. Cô ấy không phải người phụ nữ đó, cô ấy là vợ con. Ngươi thông qua sự đồng ý của ta mà đã nhận giấy đăng ký kết hôn là thế nào hả? Việc ta phản kháng còn chưa đủ rõ ràng sao? Kết quả của việc tiếp tục phản kháng đối với ngươi, đối với cô ta đều không tốt đẹp gì. Mẹ, xin mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Chuyện hôn nhân cha mẹ quyết định. Ngươi là người thừa kế Mạnh thị, hôn nhân của ngươi dĩ nhiên là ta quyết định. Lẽ nào ta hại ngươi sao? Đây là lựa chọn của con, xin mẹ tôn trọng. Tôn trọng hậu quả của ngươi chính là bại hoại môn phong của Mạnh thị, không môn đăng hộ đối. Người phụ nữ này nếu chào được cửa rồi, mặt mũi Mạnh gia chúng ta đều bị ngươi phá hoại rồi. Người bên ngoài ưa thích nói này nói kia, đó là tùy họ nói. Trong mắt ngươi rốt cuộc có người mẹ như ta không hả? Có tập đoàn Mạnh thị không hả? Vậy thì con sẽ từ bỏ việc thừa kế tập đoàn Mạnh thị. Ngươi nói gì? Hóa ra ngươi vì người phụ nữ tầm thường này mà phải từ bỏ tập đoàn Mạnh thị sao? Con nói lại lần nữa, cô ấy không phải người tầm thường, cô ấy là người phụ nữ của Mạnh Ngôn Triết con. Mạnh gia chúng ta làm việc vất vả nhiều năm như vậy, ngươi nói từ bỏ là từ bỏ sao? Vì cô ấy tất cả đều xứng đáng. Ngôn Triết, tập đoàn Mạnh thị không thể không có ngươi. Ngươi biết ngươi đang cố ý giận ta đúng không? Mẹ, xin lỗi. Ngươi, người phụ nữ như ngươi, rốt cuộc là cho con ta uống thuốc mê thuốc bụi gì hả? Mà nó lại vì ngươi từ bỏ tập đoàn Mạnh thị. Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói với con, đừng làm khó Một Niệm Từ. Mẹ là mẹ con, nhưng mẹ cũng không thể ra tay đánh Niệm Từ được. Không sao. Gì, con hiểu gì? Ta
Nhưng lời anh ấy vừa nói đều là đang tức giận. Sau này con sẽ cùng anh ấy cố gắng, cùng nhau điều hành tập đoàn Mạnh Thị thật tốt. Ngươi là cái thá gì hả mà đòi điều hành tập đoàn Mạnh Thị? Anh, anh đánh cả em sao? Vương Triết, cái gì người phụ nữ này dám đánh Tiểu Khê? Anh đánh em. Người ta làm gì có lỗi với em không hả? Tại sao lại đánh người ta? Anh, lẽ nào anh thực sự không yêu em sao? Trước giờ chưa từng yêu người. Phục Điện Từ, ngươi đừng nghĩ cho anh ta khiếm diện ngươi thì lộng hành ở nhà ta. Ở đây là nhà ta, ngươi đắc ý gì chứ? Ngươi dám sai bảo anh Vương Triết đánh ta, ngươi biến ra ngoài cho ta. Người nên biến ra ngoài là ngươi đó. Trước giờ ta không đánh phụ nữ, nhưng ngươi thì ta không thể chịu được. Anh đánh em thì không sao, nhưng cô ta dựa vào cái gì mà cố chấp như vậy? Cô ta chỉ là tiện nhân. Anh thực sự khiến em tổn thương đó. Rốt cuộc anh muốn chúng ta làm thế nào thì anh mới có thể hồi tâm chuyển ý? Anh nhìn kỹ cô ta đi, người như cô ta có xứng đáng với Mạnh gia chúng ta không hả? Cô ta không xứng. Chỉ cần có ta, không cho phép cô ta bước vào cửa nhà chúng ta. Cô ta lại khiến ngươi ra tay đánh em gái của mình. Ngôn Triết, ngươi khiến ta quá thất vọng. Anh, chỉ có em thực sự thích anh thôi. Chắc chắn cô ta có âm mưu khác với anh. Đây có phải những gì người ta gọi là tình yêu sao? Ngươi xem lại đi, tình yêu của ngươi đã khiến ngươi trở thành thế nào hả? Dì đừng kích động. Lời Ngôn Triết nói khi nãy đều là tức giận. Anh nói có phải không? Ta đã cẩn thận nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, tất cả trong ngươi không? Ta có thể không tổn thương sao? Ngôn Triết, anh mau xin lỗi mẹ đi. Chúng ta đến đây là để có được sự công nhận và chúc phúc của mẹ, chứ không phải là mâu thuẫn thêm. Anh nói có phải không? Mẹ, xin lỗi, vừa rồi là con quá kích động. Tiểu Khê, ngươi là em gái ta, sau này ngươi cũng là em gái ta. Vừa rồi ta ra tay đánh ngươi là lỗi của ta, xin lỗi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thật tâm chúc phúc cho chúng ta. Anh, thôi được rồi, các người cũng lớn rồi, chuyện của các người ta cũng không xen vào nữa. Nhưng mà ta có một chuyện muốn dặn dò. Các người phụ đắp lại một đám cưới hoành tráng đi nhé.